chương một thác thân bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com toàn tâm đau từ bụng nhỏ bò hướng tứ chi ông ninh sắc mặt trắng bệch ngón tay chăm chú nắm lấy màn che xoẹt xẹt một tiếng thu hương sắc mềm yên la xinh xinh bị kéo đứt ngủ gật nha hoàng lúc này mới bừng tỉnh dụi dụi mắt phát hiện trên giường cô nương đã cuộn thành một đoàn nàng giật nảy mình triệt để tỉnh táo lại bận bịu xốc lên màng mạng cô nương, mau tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Các đêm đại nha hoàng nghe thấy được trong phòng động tỉnh, vừa đi vừa lũng lấy quần áo, vội vã hướng bên giường đi tới, vừa vào mắt, chính là cô nương cực kỳ thống khổ mặt, cái kia tiểu nha hoàng đã dọa đến ngay người. Ngươi là thế nào chiếu cố? Cô nương đau thành dạng này mới phát hiện. Ngân hoàng liễm mi khiển trách tiểu nha đầu kia một phen, đồng thời động tác nhanh nhẹn vặn một trương khăn, nhẹ nhàng lau đi ôn ninh mức bên mồ hôi. Đổi ba nước động, cái kia nằm nhân tài rốt cục mở mắt ra, ước sủng tiệp, hết sức nhận người thương. Chuyện không liên quan đến nàng, là ta bệnh cũ. Ôn ninh tiếng nói còn mang theo thoát lực sau mềm mại, ngân hoàng cho nàng lót vai, đút mấy ngụm nước ấm, mới dần dần quay lại. Bệnh cũ. Ngân hoàng không dám hỏi nhiều, cô nương là gần nhất mới bị tìm trở về, cái kia lưu lạc tại bên ngoài vài chục năm là như thế nào qua nàng không dám hỏi hỏi một chút liền sợ đã thương nàng tâm không có gì chỉ là một điểm tâm bệnh ông ninh miễn cưỡng giật xuống khóe miệng đời trước đột nhiên chết bệnh còn chết tại thế tử đại hôn ngày đó thủy chung là ông ninh trong lòng một cây gai là ngoài ý muốn cũng hoặc cố ý ông ninh không dám nghĩ sâu cũng không thể nào kiểm chứng chỉ là một nằm ở bên cạnh hắn liền khống chế không nổi hàng đêm tim đập nhanh. Ngoài cửa sổ chiên trống huyên minh, bách điểu hướng phượng, cửa sổ bên trong lại âm u đầy tử khí, lãnh lãnh thanh thanh. Một tan vui mừng, một sống một chết, chỉ có dưới người nàng huyết cùng phía ngoài vui mới có thể tìm ra một tia giống nhau. Từ đó, ôn ninh một thế này cũng không tiếp tục xuyên đỏ. Có lẽ là phiền chán nàng không khỏi sợ hãi cùng nửa đêm nói mớ, đương ôn ninh ngẫu nhiên tìm về cha ruột chủ động hướng hắn bái biệt lúc, thế tử cũng không quá nhiều ngôn ngữ, liền tự tay rút ra của nàng thân khế. Là lấy, một thế này bất quá một năm có thừa, ông Ninh liền có thể sớm rời xa đời trước kết cục. Thật vất vả lại đến, ông Ninh chỉ muốn đem những này không cách nào kiểm chứng trước kia xem như cho nên mộng, về sau trong coi lão phụ an độ quản đời còn lại. Nhưng mà, ông Ninh nghĩ đến một thân một mình, tướng quân lại bởi vì ấy nấy một lòng muốn vì nàng tìm cái hảo nhi lan. Trung nghị nhiệt độ bình quân của năm ngày trắc cả đời chinh chiến việc cấp bách, bắt nguồn từ binh nghiệp, bắt đầu tại không quan trọng, lấy chiến trường vì nhà, dưới gối đành phải một đứa con gái, vẫn còn bởi vì hắn cương trực lưu lạc tại bên ngoài 17 năm. Nghĩ tới nữ nhi, vị này vạn quân tiếp cận đều không chút nào không lưng thiết huyết tướng quân, cũng không nhịn được đỏ mắt. Bởi vậy, tại thật vất vả tìm về nữ nhi về sau, trung nghị hầu lớn nhất tâm nguyện chính là vì nàng tìm một môn tốt việc hôn nhân chỉ có dạng này hắn mới có thể yên tâm xuất chinh cái gì phụ thân ngươi lại muốn xuất chinh ôm ninh nghe xong liền để chén xuống đũa lại không có khẩu vị gặp nhau bất quá nửa năm nhanh như vậy lại muốn tách ra huống chi phụ thân tóc mai đã hơi sương nhìn không giống như là biết thiên mệnh ngược lại giống như năm hơn cổ hy ôm ninh thực tế không đành lòng tây nhung xâm phạm biên cảnh không yên ta cùng bọn hắn đánh cả một đời quan hệ không có so ta hiểu rõ hơn tây cảnh người ấm trách nhìn xem trên mặt nàng lo lắng nhẹ giọng an ủi vài câu a ninh ngoan ta và ngươi a nương cho ngươi lấy tên ninh cũng là hy vọng bách tính sớm ngày an bình đợi ta trở về cho a ninh kiếm cái hương chủ phong hào nhất định nở mày nở mặt đưa ngươi xuất giá ta không muốn cái gì hương chủ cũng không cần xuất giá ta chỉ muốn phụ thân bình an. Ông Ninh ôm thật chặt hắn, sợ hắn chuyến đi này liền không về được. Ngốc A Ninh, sao có thể không lấy chồng đâu? Trong kinh hôn quý người ta cô nương, 15 tuổi bên trên liền đã đính hôn, phụ thân muộn như vậy mới tìm được ngươi, sợ chúng ta A Ninh hứa không đến người trong sạch. Trung Nghị Hầu nhìn xem cùng thê tử sáu phần giống mặt, cảm thấy một trận chua xót. Lúc trước thê tử gả cho hắn lúc cũng bất quá 17, quốc công phủ luôn chiều lớn lên nữ nhi, cùng hắn tại gió lớn tuyết ép tây chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một thân xương khô, suy yếu ngóng nhìn ở xa ngàn dặm cố thổ. Vừa nghĩ tới, chính là đầy bụng ấy nấy, cho nên đối với nữ nhi hôn sự, hắn cũng càng thêm coi trọng. Phụ thân cố chấp như thế, ông Ninh cảm thấy do dự, ba phen mấy bận muốn nói ra cái kia đoạn ám muội ngoại thất trải qua, thế nhưng là vừa nhìn thấy hắn đầy ngập ấy nấy, liền lại nuốt trở vào lúc trước nhận thân thời điếm thế tử thay nàng tạo một phần trong sạch trải qua bởi vậy trung nghị hầu chỉ biết hiểu nàng những này trôi qua không dễ lại không biết nội tình bây giờ nếu là nói ra chân tướng ông ninh đã sợ hắn tại mang binh thời gian tâm lại sợ hắn này thà gãy không công tính tình nhưng lúc tuổi già cũng trôi qua không yên ổn càng nghĩ đầy bụng do dự hóa thành nghẹn ngào khó mà ngôn ngữ trung nghị hầu sờ lên của nàng đỉnh đầu chỉ coi là nữ nhi gia không bỏ cùng ngựa ngùng. Tây cảnh bất bình, cha chuyến đi này ít thì một năm, nhiều thì ba năm chở, mẫu thân ngươi mất sớm, hầu phủ chỉ có hai người chúng ta gắn bó, cũng không có cô tỷ huynh đệ vì ngươi xử lý. Bây giờ ngươi đã 17, đợi ta trở về sợ lầm niên kỷ, ta liền muốn lấy đưa ngươi đưa đến kinh sư ngoại tổ tại gia đi, tại gia gia thế hiển hách, ngươi ngoại tổ trước đó vài ngày được ngươi trở về tin tức cao hứng không thôi đưa ngươi thác cho nàng làm mai ta cũng yên tâm. Tạ gia, Ông ninh ngay từ đầu cũng không nguyện ý, có thế về sau nghe phụ thân nói lên mất sớm mẫu thân, nói nàng thời khắc hấp hối ngoại trừ lo lắng chính mình, còn có liền là nhớ ở ngoài ngàn dặm chốn cũ, trong lúc nhất thời có chút do dự. Về sau cuối cùng không đành lòng để vất vả phụ thân lo lắng, ngậm lấy nước mắt đáp ứng. Hầu phủ tại Tây Châu, bên này vừa mới đáp ứng, kinh sư liền truyền đến ngoại tổ hồi âm chữ câu chữ câu, đều là vui vẻ, nhớ tới Trung Nghị hầu xuất chinh đi rất gấp, tạ gia còn chuẩn bị phái người tới đón, đủ thấy trên đó tâm. Ông Ninh xem xét, liền cũng thoáng thảnh thơi. Nghe nói quốc công phủ mấy đời nối tiếp nhau công huân, coi như tại kinh sư, cũng là thế gia bên trong thế gia. Ông Ninh ngay từ đầu còn có chút lo lắng không tốt sống chung. Nhưng không nghĩ tới lão thái quân như thế để bụng, liền minh bạch cũng không phải sở hữu thế gia cũng giống như vị kia thế tử đồng dạng đạm mạc bạc tình nâng lên hắn ông ninh chợt nhớ tới kiếp trước kiếp này dù sống hai đời nhưng một mực nuôi dưỡng ở ngoại ô trong nhà nói cho cùng có chút buồn cười nàng cũng không biết vị này người bên bối họ gì tên gì chỉ là nghe nói người bên ngoài gọi hắn thế tử liền cũng đi theo gọi lần này đi kinh sư không thông báo không lại cùng cố nhân gặp nhau bất quá kinh sư công hầu khắp nơi trên đất, nàng một cái bên ngoài tiểu thư, nghĩ đến cũng không trở thành. Biên quan căng thẳng, phụ thân đi rất gấp, trước khi chết vẫn không quên cho nàng lưu lại một đội binh, đi theo hộ tống đến kinh sư mới an tâm. Đã là cuối tháng tư thời tiết, kinh thành một mảnh xuân ý, quan đạo hai bên xanh hòe theo gió dơ lên, ước ác trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thanh khí. Ông Ninh từ ba tuổi bị ngoặt sau, lưu lạc giang nam, lần kia ngoài ý muốn sau, liền đi theo thế tử đi vào bình kinh, ở một cái liền là ba năm. Có thế cái kia ba năm, đều làm hao mòn tại thật sâu trạch viện. Bình kinh phồn hoa, nàng còn là lần đầu tiên dạng này rõ ràng đụng chạm đến. Ngói xanh chu manh, tầng lầu xếp tạ, phố xá hai bên bay ra mái hiên trương dương tùy ý, đoạt người nhãn cầu. Xanh đậm màn trời buông xuống, liền khối cao lầu lăng hư, tuy là còn chưa hắc tận, nhưng phong đăng từng chiếc từng chiếc treo lên, cùng ánh nến cùng nhau lắc lư, còn có thỉnh thoảng xuất ra vui đùa ầm ỉ thanh. Ngân Hoàng thấy có chút si mê, Tây Châu cũng là không tính hoang vu, chỉ là sớm liền cấm đi lại ban đêm, còn lâu mới có được bình kinh dạng này tùy tiện. Xe ngựa tại trong dòng người tiến lên, bỗng nhiên một tòa cao bảy tầng lâu đập vào mi mắt, to lớn phượng hoàng đèn treo lủng lẳng tại đỉnh tháp, trải rộng ra lông đuôi tầng tầng lớp lớp, tỏa ra ánh sáng lung linh, Ngân Hoàng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cô nương, Bình Kinh thật đúng là khí phái, dạng này tửu lâu, sợ không phải thường nhân tiến vào được. Ông Ninh theo ánh mắt của nàng nhìn sang, một chút liền nhìn thấy cái kia to lớn phượng hoàng đèn, phủ bụi ký ức bỗng nhiên bị tỉnh lại, đáy mắt có chút mông lung. Đây là Trích Tinh Lâu, Bình Kinh nổi danh động tiêu tiền. Trích Tinh Lâu Tên rất hay. Bất quá, cô nương ngươi là như thế nào biết được. Ngân Hoàng có chút hồ đồ. Nàng nghe nói cô nương những năm này sinh trưởng ở Giang Nam, theo lý mà nói nên chưa từng tới Bình Kinh, làm sao như thế rõ ràng? Ta! Bản này bên trên không phải có A, lại nói này trước cửa ngừng nhiều như vậy bảo mã hương xa, tất nhiên là cái xa hoa lãng phí địa phương. Ông Ninh dừng lại, lung tung giải thích một trận. Ngân hoàng ngay tại cao hứng, cũng không có sinh nghi. Lầu này cao như thế, nếu là ở tại tầng cao nhất, không biết là loại nào quan cảnh khẽ vương tay, coi là thật có thế hái sao. Ngân Hoàng nhìn qua Phượng Hoàng đèn, tràn đầy ước mơ. Ông Ninh lại mở ra cái khắc mắt. Nàng là ở qua. Hái sao là nói phép, bất quá một đêm kia, đầy trời pháo hoa nở rộ tại đỉnh đầu nàng, ngược lại thật sự là có chút không giống nhân gian. Nàng cũng là đêm đó mê mắt, mới tại Bình Kinh ở biệt viện. Năm đó, nàng vừa đi theo thế tử từ Giang Nam đi vào Bình Kinh, vốn là muốn tìm thân, nhưng mà hào vô âm tin, đành phải dự định trở về. Chuẩn bị lên đường ngày đó, vừa lúc là Tết Nguyên Tiêu, nghe nói an bài diễm hỏa, nàng liền lưu thêm một đêm. Trích tinh lâu tối cao, địa giới cũng tốt nhất, một đêm kia thế tử thanh toàn bộ tầng cao nhất. Từng đóa từng đóa pháo hoa mở lên đỉnh đầu, rơi xuống hoa diễm giống như rơi xuống một trận tinh mưa. Sắp chia tay thực tiễn, ông Ninh vốn là có điểm hơi say rượu, đương một đại đóa pháo hoa tràn ra lúc, nàng tâm niệm vừa động, quỷ thần xui khiến kiển chân lên, hôn lên thế tử bờ môi. Răng môi đụng vào nhau, như gần như xa. Ngắn mũi đụng vào sau, ôn Ninh bỗng nhiên thanh tỉnh, muốn lui về sau, lại một thanh bị nắm ở vòng eo. Lòng bàn tay cách thật mỏng quần áo, truyền lại ra cùng hắn sắc mặt không tương xứng nhiệt độ. Thế tử cúi đầu, tại ôn Ninh ánh mắt kinh ngạc bên trong, cậy mở nàng răng quan. Cái hôn này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, Ông Ninh phía sau lưng chống đỡ lấy Lan Can, thừa nhận hắn lần thứ nhất thanh tỉnh lúc muốn niệm. Thẳng đến dưới lầu truyền đến một tiếng kinh hô, Thế Tử mới đem nàng ôm ngang lên, lâm vào vô tận dây dưa. Từ đây, bọn hắn quan hệ rốt cuộc ly không rõ. Thế Tử vì nàng đưa một chỗ trạch viện, viện tử không lớn, thắng ở lịch sự tao nhã, Ông Ninh ở một cái liền là ba năm. Tác giả có lời muốn nói. Người mới án móng vuốt thích tiểu đáng yêu có thể cất giữ một chút nha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Nhập phủ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hai thẳng đến chạy qua trích tinh lâu, ông Ninh phiền lòng ý loạn mới bị áp xuống tới. Lại chuyển qua một con đường liền là định quốc công phủ. Cửi ngựa phía trước hộ vệ cách rèm thông báo nàng một tiếng, ông Ninh lấy lại bình tĩnh, đem những cái kia ý niệm kinh nghĩ toàn diện vải ra. Cô nương, mặt của ngươi làm sao có chút nóng lên. Ngân Hoàng nhìn xem nàng ửng đỏ mặt, cho là nàng thổi gió bị lạnh. Không ngại, chỉ là có chút khẩn trương. Nàng giật cái cớ, đến địa phương xa lạ, cũng xác thực chẳng phải an tâm. Cô nương sinh tốt như vậy, không cần phải lo lắng, lão thái quân tất nhiên sẽ vui vẻ ngài. Ngân Hoàng nhìn một chút nhà mình cô nương, mắt hạnh môi anh đào, da trắng hơn tuyết, nàng chưa bao giờ thấy qua so cô nương càng đẹp mắt người. Ôn Ninh cười cười, không nói gì. Đối với những này huân quý thế gia mà nói, mỹ mạo chẳng qua là dệt hoa trên gấm, lấy sắc hầu người, cũng cuối cùng sẽ sắc suy yêu thỉ. Huống chi những ngày gần đây, nàng mới hiểu rõ đến, mẫu thân mặc dù là quốc công phủ tiểu thư, nhưng thân thế còn có một phen liên lụy, nàng cũng không phải là lão thái quân thân sinh mà là dài đến 15 tuổi mới phát hiện cùng chút quan nữ nhi ôm sai. Về sau quốc công phủ tiếp trở về thân sinh nữ nhi, mẫu thân nhưng cũng bị lão thái quân lưu tại bên người, vẫn coi như là con gái ruột bình thường nuôi dưỡng, cho đến gã hướng biên tái. Mẫu thân không phải thân nữ, lại vẫn đến ưu đãi, nơi này đầu có dưỡng dục tình cảm tại, có thế đến phiên ôn ninh, đã không máu duyên, cũng vô tướng chỗ tình cảm, đến cùng cách một tầng, cho nên nàng vẫn còn có chút bất an làm mai sự tình bất quá là Trấn An phía dưới quan phụ thân, Ôn Ninh kỳ thực cũng không trông cậy vào. nàng không nhớ ra được mẫu thân hình dạng thế nào, chuyến này có thế nhìn nàng một cái sinh trưởng địa phương, cũng coi là giải quyết xong một cái tưởng niệm. suy nghĩ ở giữa, kẹt kẹt một tiếng, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Ông Ninh sốt lên màn, trông thấy hai cái cẩm thạch điêu thạch sư ngồi ngay ngắn ở sơn son trước cổng chính, thượng thư, định quốc công phủ, mấy cái mạ vàng chữ đại mạnh mẽ hữu lực, xem xét liền biết là danh gia thủ bút, này liền biết được là đến chỗ rồi. Hộ vệ cầm bái thiếp tiến lên, ngân hoàng xuyên thấu qua màn vá, trông thấy một xe một xe hàng như nước chảy từ cửa hông đưa vào đi, có chút kinh ngạc, này quốc công phủ không khỏi cũng quá rộng rãi một điểm, không phải năm không phải tiếc, đặt mua nhiều đồ như vậy. Nàng kiểm tra hạ cô nương vật phẩm tùy thân, bất quá cũng liền hai trương lớn, trong lòng có chút thầm thang bọn hắn hầu gia tước vị là dựa vào trên chiến trường quân công một chút xíu kiếm tới, tự nhiên không so được này mấy đời nối tiếp nhau gấp nhặt. Chỉ chốc lát sau, một cái thân mặt thạch thanh sắc gấm mặt phụ nhân ra cửa son, tự mình dựng lấy ôm Ninh tay, đem nàng đỡ xuống kiệu xe. Phụ nhân kia tự xưng là lão thái quân bên người Lâm ma ma. Không nghĩ tới cô nương đến sớm như vậy, lão thái thái nghe thấy người đã đến, tịch đã triển khai, quả thực là không cho động đũa biểu tiểu thư mau cùng ta đi thôi, lão thái thái có thế nhớ ngài đâu. Ma ma phí tâm. Ông ninh đạo câu tạ, đi theo nàng toái bộ tiến lên, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, xuyên qua khúc kính hành lang, đi bộ một hồi lâu, mới đi đến rủ xuống hoa cổng vòng trước, bước vào lão thái thái thọ hy đường. Nàng vừa mới vào cửa, liền phát giác cả phòng ánh mắt tụ tập mà tới. Ông ninh liễm lấy mi, đi theo lâm ma ma sau lưng, bước chân không có một tia rối loạn. Ông Ninh lưu lạc tại bên ngoài sự tình đám người hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe thấy, cảm thấy khá là đáng tiếc, bây giờ vừa thấy mặt, khí này độ lại không thể so với quốc công phủ nuôi ra nữ nhi kém, càng không nói đến hình dạng, lại so với nàng cái kia năm đó danh chấn kinh thành mẫu thân trổ mã còn tốt hơn. Từ nàng vào cửa, lão thái quân hốc mắt liền bắt đầu ướt ác, ông Ninh còn chưa kịp làm lễ, liền bị nàng đỡ lên. Đây là A Ninh sao? đều lớn như vậy, dáng dấp thật giống mẫu thân ngươi. Nàng khô nhíu tay một chút xíu vuốt ve ôm ninh ngũ quan, nước mắt lã chả rơi xuống, ôm ninh thấy một lần nàng, liền nhớ tới còn sót lại mẫu thân hư ảnh, trong lúc nhất thời cũng rơi lệ, mang theo khóc âm kêu một tiếng, ngoại tổ mẫu. Ai, hảo hài tử, ngươi so mẫu thân ngươi, dáng dấp còn muốn sáng chó chút. Lão Thái Quân đem nàng ôm vào trong ngực, hai người ôm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhị cửu mẫu mở miệng nhắc nhở, lão thái quân mới lưu luyến không rời buông ra, nhìn xem cả phòng người, dần dần cho nàng giới thiệu. Lão thái quân dưới gối tam nhi một nữ, trưởng tử còn bệ hạ bào muội bây giờ là nội các thủ phụ. Thứ tử tòng quân, lâu dài trú đóng ở nhạn môn quan bên ngoài. Tam tử còn văn, bây giờ tại hàng lâm viện biên tu sách sử. Nữ nhi chính là chỉ ôm ninh mẫu thân, Bất quá vị kia thân sinh nữ nhi tại nhận hồi về sau, gả cho cung quận vương, bây giờ là quận vương phi. Cửu cửu nhóm riêng phần mình nhận việc phải làm, không trong phủ, ôn ninh từng cái bái kiến cửu mẫu nhóm, cũng không có gặp phúc an công chúa, nghe nói thái hậu gần đây không lớn sản khoái, nàng hồi cung hầu tật đi. Ngoại trừ trưởng bối, thọ hy đường bên trong còn ngồi không ít cô nương. Nhìn thấy ôn ninh ngồi tại lão thái quân bên người, chợt có hoặc kinh hoặc ao ước ánh mắt cùng với nhàn nhạt đâm ý vào trong mắt nàng. Ông ninh trồng mắt, chỉ coi không có chú ý tới những này ánh mắt không bình tĩnh. Tịch mới vừa tan, lão thái quân lôi kéo ôn ninh nói tốt một lát lời nói, đã lầm ngày bình thường nghỉ ngơi canh giờ, tại lâm ma ma ba thúc bốn mời dưới, mới đi an giấc. Nàng đi không lâu, cửu mẫu nhóm không có ở lâu, còn lại một đám cô nương tại trong vườn tiêu thực, lúc này một cái bà tử dẫn mấy cái bưng vải vóc người đi đến. Đúng lúc chư vị cô nương đều tại, lão thái thái phân phó đem vừa đưa tới vải vóc lấy ra, cho cô nương làm mấy món sáng rõ y phục mặt, các cô nương nhìn xem cái nào chợp mắt duyên. Không có trưởng bối, một cái vóc người có chút cao gầy nữ hài trước đứng dậy, nàng từng cái sờ qua cái kia khay vải bố lót trong thất, có chút âm dương quái khí. Tổ mẫu ngày bình thường khó được cho chúng ta những này cháu gái ruột mở ngân quỷ phòng, hôm nay ngược lại là dính ngoại tôn nữ ánh sáng. Phù quan gấm, thanh thiền cánh, mây mù tiêu. Đều là năm nay hút hàng sản phẩm mới. Có đúng không, lại có thanh thiền cánh, ngày mùa hè nhanh đến, ta năm ngoái liền muốn một thất, làm sao khắp nơi tìm không thấy, không nghĩ tới lại tổ mẫu trong khố phòng. Một cái khác hơi thấp một đoạn, cái cầm có chút nhọn cô nương tiến tới, cũng sờ lên cái kia vải vóc. Minh Dung Tiểu Thư, Lạc Dung Tiểu Thư, những này vải vóc nguyên bản là vì các cô nương chuẩn bị, qua ít ngày chính là lão thái quân 70 sinh nhật, nàng thích nhất bọn tiểu bối ăn mặc sáng rõ. Ta đã nói rồi, tổ mẫu thương yêu nhất chúng ta, cái kia, ta muốn cái này phù quan gấm, mây mù tiêu. Minh Dung khóe miệng mang theo cười, một thất một thất chọn, cuối cùng lấy bốn năm thất, tiện tay ném cho thị nữ. Lạc Dung cùng ở sau lưng nàng, ngược lại chỉ lấy một thất thanh thiền cánh. Minh Dung nhị cửu mẫu nhà đích nữ, nghe nói tính tình hơi có chút kiêu căng, một đêm này nhìn xem đến, quả nhiên không phải cái dễ đối phó. Bất quá ông ninh cũng không có ở lâu tâm tư, cho nên cũng không khuất ý lấy lòng, cũng không quá đáng lãnh đạm, chỉ coi là không nghe ra đến, trên mặt mang nhàn nhạt cười. Nàng còn tại suy nghĩ, 70 sinh nhật, trước khi đến ông ninh cũng không nghe nói, bởi vậy cũng không có chuẩn bị cái gì thọ lễ, bây giờ mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết muốn thế nào chuẩn bị. Ông Ninh bất động, bên người còn đứng văn dung cùng âm dung hai vị cô nương, nhìn xem đều là muộn hồ lô tính tình, cũng không đi chọn lựa. Cuối cùng vẫn là nàng không chịu nổi, ấm áp cười một tiếng. Văn tỷ tỷ, âm muội muội, các ngươi chọn trước đi. Văn dung thân là tam phòng đích nữ, tính tình lại không giống minh dung như vậy kiêu căng, ngược lại an tĩnh quá mức, mức bên buông thỏng thật dài một sợi tóc dài, chặn nửa bên con mắt. Nàng tự hồ không có gì hứng thú, hấp giọng nói với ôn ninh ninh muội muội âm muội muội các ngươi chọn đi ta không thường ra cửa những này nguyên liệu quá mức sáng rõ chút văn dung không đi ôn ninh lại nhìn về phía âm dung mới nàng rõ ràng nhìn chăm chú hồi lâu cái kia phù quan gấm mắt thấy rơi vào minh dung trong tay đáy mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua vẻ cô đơn nàng là nhị phòng thứ nữ tự nhiên không dám cùng đích tỷ tranh trù trừ nửa ngày Âm Dung mới từ còn lại tiện tay cầm một thất, đang lúc muốn ôm vào trong ngực lúc, Minh Dung lại đột nhiên đưa tay ra chặn đứng nàng. Âm muội muội, ngại ngùng, này thất ta nhìn trúng, mới không có chú ý, cầm trong tay ngươi, mới phát hiện như vậy sấn ta màu da. Minh Dung nói chuyện nhẹ nhàng linh hoạt, khẽ vương tay, liền đem cái kia nguyên liệu dựng đến thị nữ trong ngực. Lại thêm một thất, thị nữ vốn là nhanh không đủ sức, lúc này lung la lung lay, thân hình bất ổn, một cái lão đảo kém chút đổ vào trong bụi hoa, đem ngược lại chưa ngược lại thời khắc, vẫn là ôm ninh tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy cánh tay của nàng, mới miễn cho này một đập ngã xuống dưới. Minh dung hừ lạnh một tiếng, quở trách nói: làm sao không cẩn thận như vậy, này đều là đỉnh tốt nguyên liệu, không kiến thức, câu tơ ngươi có thế không thường nổi. Nhà hoàng kia cũng không dám mạnh miệng, đỏ mắt hung hăng nhận lỗi, cuối cùng vẫn là lâm ma ma đi ra. Chuyện gì xảy ra, lão thái thái vừa ngủ lại, cũng đừng đánh thức nàng. "Hại, không có việc lớn gì, liền là cái nha đầu tay chân không lưu loát, Minh tỷ tỉ, tỉ mắng nàng hai câu." Lạc Dung cười cùng Lâm ma ma giải thích, Minh Dung cài lấy mặt, cơn giận còn chưa tan. Lâm ma ma đãi tại trong ngôi nhà này mấy chục năm, cái gì chưa thấy qua, tuy là trong lòng cùng gương sáng giống như, trên mặt vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. "Ta coi là bao lớn chút chuyện." sơn trà người đến giúp nàng cầm một chút chờ một lúc cho minh cô nương đưa qua lâm ma ma phía sau đi ra nữ hài từ nha đầu kia trên tay phân vài thớt văn cô nương âm cô nương ninh cô nương ngài ba vị có để mắt sao lâm ma ma liếc nhìn các nàng rỗng kết hai tay một thất một thất khoa tay cuối cùng thay mỗi người lấy hai thớt đến phiên ông ninh thời điểm lâm ma ma vỗ đầu một cái tựa như chợt nhớ tới cái gì ai nhìn ta này đã có tuổi trí nhớ không tốt lão thái thái nói lúc trước đại tiểu thư thích nhất xuyên màu xanh ninh nha đầu cùng nàng lớn lên giống mặc vào nhất định cũng đẹp mắt bởi vậy dặn dò ta nhớ được cho ninh cô nương chọn một thất ta nhớ được trong kho có một thất mưa qua trời xanh không biết lấy ra không có đưa vải vóc bà tử nghe xong lâm ma ma nói như vậy bận bịu lựa chọn một trận cuối cùng tại một cái gã sai vặt bưng lấy trong tay tìm được không sai liền là cái này sắc Ninh cô nương da trắng, mặc vào tất nhiên đẹp mắt. Lâm ma ma ở trên người nàng khoa tay một trận, ông Ninh tuy là không muốn ra đầu, cũng đành phải chiêu người đỏ mắt. Đa tạ ngoại tổ mẫu nhớ. Lạc Dung nhìn xem cái kia thất, mưa qua trời xanh, tốt nhất gấm liệu, ẩn ẩn lưu động thanh quan, mới nhìn không đáng chú ý, nhưng rung lên một cái lên mới hiểu dịu dụng. Lại cúi đầu nhìn trong tay mình cái kia thất, thanh thiền cánh, lập tức liền mất hào quang, âm thầm phẫn quốc lão tổ mẫu coi là thật bất công. Mà Minh Dung tức giận còn kém không có viết lên mặt, nàng vừa rồi chọn lấy mấy thất, duy chỉ có bỏ qua cái này nhìn không nổi lên mắt. Không nghĩ tới càng như thế quý giá, này chẳng phải là nói nàng không có ánh mắt. Nhưng lâm ma ma dù sao cũng là tổ mẫu người, nàng tính tình lại nuông chiều cũng không dám làm trái tổ mẫu, đương hạ ánh mắt lung tung nghiêng mắt nhìn, chợt thấy cái kia thất mưa qua trời xanh, phía dưới còn đè ép một thất, chiếu đến nhàn nhạc lam quang, là một bảy tháng bạch nguyên liệu. Thế là có chút đắc ý tiến lên, chỉ vào cái kia xanh nhạc vải vóc nói ra: Mưa qua trời xanh cố nhiên tốt, nhưng ta vẫn là yêu cái này xanh nhạc nguyên liệu, mama, này thất ta muốn. Đưa vải vóc bà tử xem xét nàng đi đến nơi đây, liền tâm kêu không tốt, dương mắt liếc mắt hạ lâm mama, nàng tự hồ cũng không biết. Thế là ở ngoài sáng cô nương đưa tay thời điểm, cắn răng thiên thân ngăn cản một chút. Minh cô nương, này bảy tháng bạch nguyên liệu có chủ rồi. Một mà tiếp bị đoạn, Minh Dung biến sắc. Là ai? Ta muốn, chẳng lẽ lại lại có người cùng ta đoạt. Cái này lại, chữ dùng rất vi diệu, ông Ninh chỉ coi nghe không được. Tháng tư thời tiết, cái kia bà tử liền mồ hôi ướt mặt. Hại, cái gì đoạt không đoạt, thế tử thường xuyên xanh nhạt, hắn xưa nay thích sạch sẽ, lão thái thái phân phó, đây đều là vì hắn chuẩn bị. Nha Nguyên lai like là thay đại ca ca chuẩn bị Minh Dung Vương đi ra tay lập tức rút về Khi là ta không hiểu chuyện Ta cũng là nhìn đẹp mắt Nhìn nhiều một chút Bất quá đại ca ca không phải đi xử lý Giang Châu Tham ô án A à, Chẳng lẽ lại muốn trở về rồi Nàng liền đương đô đốc phụ thân Cũng dám chống đối Duy chỉ có sợ đích tôn thế tử ca ca Vừa nghĩ tới cái kia trương bất cận nhân tình mặt Cái gì vải vóc cũng không dám muốn nghe nói là làm xong, sau 10 ngày chính là lão thái quân thọ đảng, thế tử nhân hiếu, mấy ngày trước đây truyền tin đã ở trên đường, hồi phủ cũng chính là mấy ngày nay quan cảnh. Minh Dung cười khang vài tiếng, không còn nói cái gì. Người còn không có hồi phủ, liền để kêu căng Minh Dung ăn quả đắng, ôn ninh cũng thực hiếu kỳ, vị này biểu ca đến cùng là người thế nào. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 gặp nhau. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ba ôn ninh được đưa tới khế viên. Đây là mẫu thân đã từng trụ sở, nhiều năm như vậy không người ở, viện lạc xử lý còn rất tốt. Nghe Lâm Ma Ma nói, biết nàng muốn tới sau, lão thái quân cố ý lấy người đổi mới một lần. Trong viện một viên cao lớn rủ xuống ti hải đường ngay tại nở rộ, ôn ninh đứng dưới tàn cây, phản phất có thế trông thấy mẫu thân giống nàng tuổi như vậy lúc đưa tay đi hái hoa cảnh tượng. Trong phòng trong ngăn tủ còn giữ một chút thư họa cùng theo phẩm, ôn ninh từng cái từng cái xem, liên quan tới mẫu thân bộ dáng cũng dần dần tiên hoạt. Nàng mẫu thân, thật là một cái cực ôn nhu người, làm được một nửa theo phẩm, trên mũi châm còn quấn quanh một vòng, để phòng quấn tới người. Nàng năm đó nếu là không có ném, mẫu thân liền cũng sẽ không trầm cảm, cuối cùng gầy thành một thanh xương khô, sớm đi trước. Như mẫu thân vẫn còn, ôn ninh này 17 năm, cũng nhất định sẽ không như thế lan bạc kỳ hồ. Nghĩ đến đây, ôn ninh rốt cục nhịn không được dán tại cái kia phó chưa hoàn thành uyên ương theo trên khăn, lệ rơi đầy mặt. Nghe nói lúc trước cái kia bắt cóc của nàng người là phụ thân kẻ thù chính trị, nhưng ôn ninh lại mơ hồ nhớ kỹ, mang đi của nàng là cái thoa đang khấu nữ nhân, mà lại người kia trên gáy tựa hồ còn có một đạo vết sẹo. Nhưng mà thời gian quá xa xưa, ôn ninh cũng không dám khẳng định, có lẽ nữ tử này về sau mua đi của nàng người cũng khó nói. Tóm lại ba tuổi nàng chuyển tay mấy đạo, cuối cùng bị vương ma ma mua đi, nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong giáo tập. Về sau ngẫu nhiên đụng phải vị kia thế tử đại nhân, mới miễn cho thưa thất thành bùng vận mệnh. Ngân hoàng chính dọn dẹp đồ vật, mắt thấy cô nương càng ngày càng thương tâm, nhịn không được trấn an vài câu. Cô nương, hết thảy đều đi qua. Ngươi nhìn, lão thái quân nhiều yêu thương ngươi, đặc địa cho ngươi lưu lại tốt như vậy nguyên liệu. Ông Ninh khóc một hồi, dương mắt nhìn thấy cái kia thất trong đêm tối lưu quan vải vóc, ngừng lại âm thanh, bỗng nhiên sinh ra ảo giác, này vải vóc, làm sao như vậy giống vị kia thế tử lúc trước cứu nàng lúc xuyên món kia. Nghĩ đến đây, ông Ninh có chút kinh nghi, lập tức ngồi ngay ngắn, nhô ra đầu ngón tay một chút xíu vuốt ve cái kia vải vóc. Hơi lạnh, tơ lụa, có loại bất hiển sơn bất lộ thủy lộng lẫy, cùng ngày đó che mắt đụng chạm đến cảm giác càng như thế tương tự giống như là bị bỏng đến đồng dạng ông ninh lập tức thu hồi đầu ngón tay thế nào cô nương ngân hoàng gặp nàng bỗng nhiên thu tay về giống như là bị hù dọa đồng dạng này vải vóc có cái gì không đúng sao không có không có gì ông ninh trấn định lại vải vóc mà thôi thiên hạ nào có độc nhất thất cho dù là quý giá chút những công tử này nhóm cũng không khó làm vài thớt nàng nhất định là quá mức nghi ngờ ngày thứ hai quả nhiên nâng lên thọ lễ sự tình mấy cái cô nương tại trong vườn chờ lấy chuẩn bị hướng lão thái quân thỉnh an minh dung hôm qua bởi vì nguyên liệu sự tình mất mặt hôm nay vừa nhắc tới thọ lễ lập tức lại tới tinh thần phụ thân ta đóng giữ nhạn môn quan trước đó vài ngày vừa đánh thắng trận sai người đưa về mấy trương lễ nếu như ta dâng lên cái kia tôn ngọc phật tổ mẫu nhất định sẽ thật cao hứng. Lạc Dung thuận phụ họa. Nhị thúc nhiều lần kiến công huân, chính là không đưa cái gì, Minh tỷ tỷ hướng cái kia một trạm, tổ mẫu tất nhiên liền sẽ vui vẻ. Minh Dung rất là hưởng thụ, lại chuyển hướng Văn Dung. Văn tỷ tỷ, ngươi dự định đưa cái gì? Nghe nói Tam thúc còn ở tại Hàng Lâm viện đâu, ngươi cũng khuyên nhủ Tam thẩm, đừng luôn luôn cùng Tam thúc bực bội. Văn Dung không có chút rung động nào, nàng rất ít đi ra ngoài, thế nhưng không giống âm dung như thế để cho người khi dễ. Minh muội muội phí tâm, phụ thân cùng mẫu thân sự tình, còn chưa tới phiên ta một tên tiểu bối xen vào. Nàng lời này đã là tại tự hạ mình, cũng là đang phản kích. Tam phòng sự tình, khi nào đến phiên nhị phòng tiểu bối xen vào. Ngươi! Minh Dung không nghĩ tới, cái này xưa nay kiệm lời ít nói văn dung sẽ làm chúng bác nàng, vừa định phát tác. Lạc Dung nhấn xuống của nàng tay. Văn tỷ tỷ, tính tình của phụ thân bướng bỉnh, ngươi cũng không phải không biết. May mắn mẹ ta đã thuyết phục hắn, nói đúng không nhật liền hồi, bằng không tại tổ mẫu thọ đã ngay miệng náo ra bỏ vợ sự tình, nhiều không dễ nghe. Nghe thấy nàng, Văn Dung trên mặt không có gì phản ứng, có thế ôn ninh lại nhìn thấy trong tay nàng khăn càng dảo càng chặt. Mắt thấy móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt, thế là không để lại dấu vết nhẹ nhàng cầm một chút, Văn Dung lúc này mới chậm rãi buông ra, yên lặng nhìn nàng một cái, lại cúi đầu. Ông Ninh lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến cái này Lạc Dung tiểu thư đến, nghe nói nàng giống như Văn Dung, đều là tam cửu cửu nữ nhi, chỉ bất quá Văn Dung là con vợ cả, nàng là con thứ. Một cái con thứ nữ nhi như thế miệng lưỡi bén nhọn, lại ở trước mặt châm chọc đích tỷ, xem ra theo như đồn đại nói tam cửu cửu cùng cửu mẫu không hợp không thể nghi ngờ. Nhưng ông Ninh cũng không nghĩ tới, lại sẽ nháo đến muốn bỏ vợ tình trạng như thế vừa so sánh các nàng hầu phủ mặc dù không có xa hoa như vậy nhưng phụ thân chỉ cưới mẫu thân một người mẫu thân sau khi chết liền quyết ý không còn tục huyền cũng là rất hiếm thấy dù sao nhị cửu cửu cùng nhị cửu mẫu này đối thanh mai trúc mã đều bởi vì nhị cửu cửu lâu dài đóng giữ nhạn môn quan mà nạp một môn thiếp thất ở bên người Âm Dung liền là sau khi sinh ra bởi vì thân thể không tốt đưa tới quốc công phủ bên trong nuôi. Đồng dạng là con thứ, Âm Dung phía trên đè ép một cái lợi hại đích mẫu, lại có cái Minh Dung dạng này kêu căng đích tỷ, cho nên không giống Lạc Dung như thế tùy ý, thường thường làm người tàn hình, lộ ra có mấy phần đáng thương. Nghĩ đến đây chỗ, ông Ninh lại không khỏi cảm thấy mình quảng quá rộng. Chính mình chẳng qua là một cái bên ngoài tiểu thư thôi, các nàng những này ruột thịt tôn nữ dù là trong phủ có cái cao thấp, ra đến bên ngoài đều là khó được quý nữ, làm gì nhiều quan tâm. Nàng không nghĩ quản, nhưng có người càng muốn đem nàng kéo vào. Minh Dung mới nhìn thấy ôn ninh trấn an, lại đem đầu mâu chỉ hướng nàng bên này. Hầu phủ ở xa Lương Châu, Ninh muội muội lại lưu lạc tại bên ngoài nhiều năm như vậy, sợ là không rõ ràng cấp bậc lễ nghĩa, cũng không biết muội muội muốn đưa tổ mẫu lễ vật gì, ta đến thay ngươi trưởng trưởng nhãn, miễn cho đến lúc đó mạo phạm. Dứt lời, cùng Lạc Dung cùng nhau nhìn xem nàng, khóe mắt gãy nhẹ. Ông Ninh đúng là không biết được ngoại tổ mẫu thọ đảng, dưới mắt cũng hoàn toàn chính xác không có gì có thế cầm ra, nhưng các nàng nói như vậy, không khỏi cũng ép người quá đáng. Ngân Hoàng tính tình khô, nhất thời liền muốn bác bỏ đi, lại bị ôn ninh nghiêng người ngăn cản trở về. Đang lúc cục diện có chút xấu hổ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hỏi ý lễ vật gì nói đến cùng ta nghe một chút ông ninh ngẩng đầu một cái là cái mặt màu đen trang phục nam tử lưng hùng vai gấu mày kiếm cao thụ xem xét tựa như là người luyện võ ca ca ngươi tại sao trở lại minh dung xem xét người tới chạy chậm đến quá khứ trên mặt đều là ngây thơ vui vẻ đâu còn có phương pháp mới khí thế hùng hổ dọa người hôm nay kinh kỳ quân doanh vô sự ta liền hồi phủ cho tổ mẫu cùng mẫu thân vấn an mới cách thật xa liền nghe ngươi đang nói cái gì lễ vật có phải hay không lại đùa nghịch tính khí tạ cảnh việc nhìn nghiêm khắc nhưng đối ruột thịt muội muội ngữ khí ngược lại là rất khoan dung nào có tổ mẫu thọ đãng nhanh đến ta bất quá là đang thương lượng đưa cái gì lễ thôi minh dung giật giật góc áo của hắn thái độ hờn dỗi các ngươi những này choai choai cô nương có cái gì tốt tặng ngày bình thường nhiều bồi bồi tổ mẫu chính là lớn nhất hiếu tâm. Tạ cảnh việc nhịn không được bật cười, đảo mắt một vòng, đôi mắt bên trong chợt xông vào cái một bộ vàng nhạt quần áo cô nương. Cô nương kia vóc người cao gầy, khuôn mặt như vẻ, một thanh eo nhỏ, doanh doanh không đủ một nắm. Đây là... Ông Ninh dù không thích như vậy dò xét, nhưng có phần cảm tạ hắn giải vây, thế là chậm rãi hành lễ một cái. Nhị biểu ca, ta là ông Ninh nàng như thế vừa gọi tạ cảnh việt lập tức liền hiểu nguyên lai like trước mắt vị này liền là đại cô mẫu nữ nhi chỉ là không phải nói lưu lạc tại bên ngoài vài chục năm a à, không nghĩ tới lại cũng trổ mã đến tốt như vậy biểu muội đa lễ tạ cảnh việt có chút câu thúc không dám nhìn nhiều xen vào một câu làm sao không thấy đại ca bên ta mới nhìn rõ hắn xa giá nói là đại ca kỳ thực cũng chỉ so với hắn lớn hơn một tháng chỉ là người kia sinh ra liền là trưởng tử đích tôn nhất định kế tục quốc công phủ tước vị bởi vậy tạ cảnh việc từ nhỏ liền đàng hoàng kêu cái gì đại ca ca cũng quay về rồi minh dung cũng không nghĩ ra đang lúc tạ cảnh việc lòng nghi ngờ chính mình nhìn lầm thời điểm kẹt kẹt một tiếng thọ hy đường đóng chặt cửa bỗng nhiên mở lâm ma ma đứng tại cửa thế tử sáng sớm liền đến cho lão thái quân gặp lễ sau tại mái hiên bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát. Ông Ninh nhìn sang, lâm ma ma sau lưng quả nhiên đứng đấy cái một thân xanh nhạt quần áo nam tử, nam nhân đưa lưng về phía, thắt tử kim nga quan, chỉ nhìn đạt được trường thân ngọc lập, tứ chi đều cực kỳ thon dài. Vị này, đại khái liền là quốc công phủ thế tử gia. Nghe nói hắn còn quá trẻ liền nhận hình bộ thị lan chức vụ, ngày sau quả thực khó mà đánh giá. Đại ca ca quả thật trở về. Minh Dung co lại sau lưng tạ cảnh Việt, thanh âm càng ngày càng thấp. Ông Ninh vừa vào cửa, đã nhìn thấy trên mặt bàn bày biện một tòa cây nhỏ giống như đỏ sang hồ, không có một chút màu tạp, chắc hẳn đây là vị này thế tử thủ bút. Bọn hắn vừa tiến đến, lão thái quân liền tuét ra miệng. Cảnh từ cho các ngươi cũng mang theo lễ, lâm ma ma, mau đưa cái kia đông châu lấy ra. Lâm ma ma bưng một cái sơn bàn, phía trên chồng chất lên mấy cái hộp, từng cái đi qua, Minh Dung, Lạc Dung, Văn Dung, Âm Dung từng cái có phần, có thế đến phiên Ôn Ninh lại có chút lúng túng, có lẽ là thế tử không biết còn có một vị biểu muội, bởi vậy chỉ bao bốn phần. Minh Dung có thể tính nhặt được cơ hội, mới tặng lễ sự tình bị nhị ca ca đánh gãy, hiện tại vừa vặn mượn đại ca ca lễ, nhưng nàng khó xử, thế là cố ý giả bộ như quan tâm bộ dáng, lo lắng đi kéo Ôn Ninh tay. Ninh Muội Muội còn không có lễ vật đâu, người đến từ tây. Sợ là chưa thấy qua thứ này, nếu không, phần của ta nhi cho ngươi đi." Minh Dung nói như vậy, Lạc Dung cũng đi theo đụng lên đến. "Vẫn là cho ta phần này đi, Ninh tỷ tỷ chưa quen cuộc sống nơi đây, cần nhiều hơn quan tâm." Ôm Ninh mới nghiêng mắt nhìn đến một chút thế tử tử kim quang, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, cảm thấy chính bối rối, vẫn còn bị hai người cùng nhau âm dương quái khí, lập tức có chút bực bội. Nhưng cũng không tiện phát tác đành phải một bên nheo mắt nhìn người kia một bên cự tuyệt. Đa tạ minh tỷ tỷ cùng lạc muội muội hảo ý, a ninh tâm lĩnh. Không có việc gì, a ninh ngươi liền cầm lấy đi. Minh Dung lúc này khăng khăng muốn giả rộng lượng, không ngừng đưa tới trước mặt nàng, bên này động tĩnh không nhỏ, dẫn tới đang cùng lão thái quân uống trà thế tử dần dần nghiêng đi mặt. Ông Ninh nhìn xem cái kia hình dáng một chút xíu rõ ràng, trong đầu lập tức loạn tung tùng phèo, khước từ ở giữa, Minh Dung tay vừa lộn, lên tiếng kinh hô, cái kia hộp Đông Châu tản một chỗ. Ông Ninh còn không có kịp phản ứng, Đông Châu liền lăn đến nàng bên chân, xô đẩy ở giữa một cái lão đảo, mắt thấy là phải té ngã trên đất, vòng eo bỗng nhiên bị một cái đại thủ nắm ở, vững vàng đưa nàng bảo hộ ở trong ngực. Một cổ mắt lạnh gỗ thông hương khí đánh tới, ông Ninh trong đầu trống rỗng, hồi lâu, giống người gỗ đồng dạng chậm rãi ngẩng đầu, trong đầu cái kia hoang đường phỏng đoán một chút xíu trở thành sự thật. Không ngờ là thật sự tấm kia quen thuộc mặt. Tác giả có lời muốn nói. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Dây dưa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lúc trước ngờ vực vô căn cứ đều bị chứng thực, sắp đến trước mắt, có lẽ là quá mức chấn kinh, ôn ninh ngược lại nói không ra lời nói tới, chỉ là ngơ ngác nắm lấy tạ cảnh từ ống tay áo. Thẳng đến trông thấy hắn mi tâm hơi nhíu lên, mới phát giác móng tay của mình đã khắc vào cánh tay của hắn. Thế là cuốn quyết buông ra, lui hai bước trầm thấp thi lễ. Đa tạ. Lần sau cẩn thận. Tạ cảnh từ xưa nay trầm tĩnh, đôi môi thật mỏng khẽ miếng môi, phản phất thật không biết người trước mắt. Bởi như vậy, ông Ninh lại nhịn không được lòng nghi ngờ là chính mình ảo giác, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có hai cái dáng dấp tương tự như vậy người. Nhưng mà, sau một khắc, xưa nay đoan chính nghiêm cẩn tạ cảnh từ sữa sang mới bị làm nhíu ống tay áo, Ôn Ninh ngẫu nhiên thoáng nhìn hắn trọng lượng ống tay áo hạ lộ ra một góc vết sẹo. Lần này rốt cuộc không có cách nào lừa mình dối người. Cái kia đạo một chỉ dáng dấp mặt sẹo, không ai so Ôn Ninh rõ ràng hơn lai lịch, chính là lúc trước từ giang nam lúc rời đi, vì cứu nàng lấy xuống. Thoáng chốc Ông Ninh sắc mặt tái nhợt như tàn tẫn, đáy lòng thoáng như đè ép một tảng đá lớn, triểu nặng không thở nổi. Nàng biết, tại loại trường hợp này, phàm là tạ cảnh từ để lộ ra một điểm nàng từng làm qua ngoại thất tin tức, về sau quãng đời còn lại không cần phải nói chính mình không người dám cưới, liền toàn bộ hầu phủ đều muốn không ngẩng đầu được lên. Ông Ninh vốn là theo thế bèo tấm, có thế phụ thân không đồng dạng, hắn chinh chiến cả đời, trong sạch lỗi lạc, không thể vì vậy mà hổ thẹn. Bởi vậy cứ việc tâm như trống lôi, ông Ninh vẫn là ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía tạ cảnh từ. Đời này bọn hắn là hòa bình tách ra, tạ cảnh từ bạc tình, nhưng có lẽ tổng không đến mức tuyệt tình. Tạ cảnh từ trong mắt nhìn xem nàng, ánh mắt ở lại một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc, lại nhìn như không thấy quay đầu đi. Ông Ninh lập tức lạnh đến đáy lòng. Ninh muội muội, ngươi không sao chứ, mới đều là ta không tốt, làm hại ngươi kém chút té ngã minh dung không nghĩ tới là thế tử ca ca giúp đỡ nàng ở ngay trước mặt hắn không dám tiếp tục làm cái gì mánh khóe ngoan ngoãn thừa nhận tay trượt nói đùa nàng hiện tại còn nhớ khi còn bé cho văn dung việc học bên trên dội cho một bãi mực sau đó giả bộ như vô tội muốn thay nàng sao chép kết quả thật bị đại ca ca yêu cầu đằng chép sự tình đại ca ca lâu dài quãng hình ngục minh dung thấy một lần hắn liền lòng còn sợ hãi nhưng mà Ông Ninh hiện tại nào có tâm tình ứng phó nàng, đờ đẫn rút ra bị siết chặt tay. Không có gì đáng ngại, muội muội đa tâm. Không có việc gì liền tốt, Minh Dung xưa nay liền mỗi cái định tính, may mắn cảnh từ giúp đỡ ngươi một thanh. Đúng, còn không có cho các ngươi giới thiệu, cảnh từ, ngươi mới đỡ liền là ngươi đại cô mẫu cùng trung nghị hầu nữ nhi, ôm ninh. Lão Thái Quân đối tạ cảnh từ nói. Ông Ninh khẩn trương nhìn về phía tạ cảnh từ, sợ hắn nói ra cái gì không tốt tới. Có thế tạ cảnh từ chỉ là không có một gợn sóng nhìn nàng một chút, âm sắc thanh lãnh. Biểu muội mạnh khỏe. Phản phất thật là lần đầu gặp nhau người xa lạ. Ông Ninh căng thẳng bả vai lập tức liền nới lỏng. Tạ cảnh từ trong thấy nàng không lộ ra dấu vết thở vào nhẹ nhõm, vành môi nhếch. Hắn trong lòng nàng cứ như vậy bất cận nhân tình. Ông Ninh không nhìn thấy hắn đáy mắt thoáng qua liền mất hối sắc, thuận hắn hành lễ, đa tạ đại biểu huynh. Cảnh từ, tạ cảnh từ, ông Ninh trầm tĩnh lại, mặc niệm một lần, nguyên lai hắn gọi tạ cảnh từ. Cái gọi là thế tử, nguyên lai đúng là định quốc công thế tử, trách không được lúc trước liền du châu tri phủ cũng dám bắt. Hôm nay hồi phủ vội vàng, chưa kịp thay ngươi chuẩn bị lễ, ngày khác bổ sung, biểu muội chớ trách. Tạ cảnh từ nhìn xem nàng im ắng tránh lui, nhàn nhạt bồi thêm một câu biểu muội, hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, Ôn Ninh luôn cảm thấy có chút quái dị. Đại biểu huynh khách khí, biểu huynh sự vụ bận rộn, không cần vì ta phí sức như thế. Vừa nghĩ tới nguyên nhân quan trọng làm lễ vật sự tình lại muốn gặp mặt, Ôn Ninh đáy lòng liền không cầm được bối rối. Dù sao cũng là cảnh từ tâm ý, A Ninh không cần khước từ. Lão thái quân vỗ vỗ Ôn Ninh tay, lại chuyển hướng tạ cảnh từ. Cảnh từ, ngươi đại cô mẫu đi sớm ta này trong lòng tổng cảm giác khó chịu, về sau ngươi cần phải quan tâm chút an ninh. Tổ mẫu yên tâm. Tạ cảnh từ giọng thành khẩn, dẫn tới tổ mẫu hết sức vui mừng, có thế những lời này rơi xuống ôn ninh trong lỗ tai, lại nặng như thiên quân. Mệt nhọc đại biểu huynh. Trong phủ như vậy nhiều ánh mắt nhìn xem, ôn ninh không muốn cùng hắn nhất lên bất kỳ quan hệ gì, kiên trì đáp lời, thân thể lại căng đến thật chặt, sợ bị nhìn ra có cái gì khác biệt. Đương hạ liền hạ quyết tâm, đợi cho tổ mẫu thọ đảng kết thúc, nàng lập tức liền dẹp đường hồi phủ đi. Thật vất vả mời xong an, mấy người cùng nhau trở về. Tạ cảnh từ muốn về tiền viện, đi tại các nàng phía trước, cách xa nhau không xa, ôn ninh chậm rãi dạo bước, cùng hắn giữ một khoảng cách. Đi trong chốc lát, ôn ninh nhìn mất hồn mất vía, thẳng đến bên cạnh văn dung đột nhiên dừng lại, chọc lấy hạ ôn ninh cánh tay, nàng mới hồi phục tinh thần lại, minh dung nhìn nàng ngay cả mình tra hỏi đều không có nghe nhẫn nại tính tình lại hỏi một lần ninh muội muội ngươi dự bị hiến cái gì lễ đâu ông ninh ngẩng đầu lên tổ mẫu đã nói chúng ta mấy cái không cần đưa những cái kia tục vật vậy chúng ta liền cùng thi triển sở trưởng múa nhạc thư họa ninh muội muội chẳng lẽ không một sở trưởng minh dung cười khẽ khăn che lại môi nghe nói ông ninh vừa tìm trở về không bao lâu lúc trước là nuôi dưỡng ở thương nhân trong nhà, nàng ngược lại muốn xem xem, một cái cửa nhỏ nhà nghèo ra có thế sẽ cái gì tài nghệ. Ông Ninh một chút liền nhìn ra sự châm chọc của nàng, nhưng hiện nay loại cục diện này, làm náo động chưa chắc là chuyện tốt, liếc mắt xa xa đi ở phía trước tạ cảnh từ, thấp giọng nói ra. Còn chưa nghĩ ra. A, à, nhưng ta nhìn Ninh muội muội này yểu điệu dáng người, phản phất là lâu dài tập múa nhân tài sẽ có lạc dung bỗng nhiên chen lời miệng nghe thấy ngôn ngữ của nàng minh dung nhíu mày quan sát tỉ mỉ một phen thật đúng là có điểm đạo lý người trước mắt thân hình tinh tế thức tha lại nhớ lại mới nàng ngửa ra sau tình cảnh vòng eo như cành liễu bình thường đã nhu lại nhận phát giác được hai người dò xét ông ninh da đầu căng lên đại nghiệp hộ tịch chế độ nghiêm ngặt vô luận bình dân cùng quản lại đều có chiếu thân thiết chỉ có thương nhân lưu động tính khá lớn bởi vậy thế tử vì nàng mô phỏng chính là một cái thương hộ nữ bối cảnh, theo lý mà nói, không nên học quá nhiều kỹ nghệ. Có thế nàng từ nhỏ bị vương ma ma mua đi giáo tập, cầm kỳ thư họa, không một không học, ngoài ra còn phải năng ca thiện vũ, mọi thứ đều tin. Tại loại này hoàn cảnh bên trong, học người không tốt đều sẽ bị xem như khí tử, sớm chảy vào phong trần. Chỉ có đứng đầu, tuy là cũng tránh không được hầu người hạ tràng, nhưng tối thiểu sẽ chờ đến cập kê. Ôn Ninh biết được đạo lý này, là lấy từ nhỏ liền hết sức cố gắng, vì chính là nhường vương ma ma thấy được nàng tiềm lực, trễ một chút bị đẩy đi ra, từ đó tìm tới thoát thân thời cơ. Không nghĩ tới ngày đó phương pháp bảo vệ tính mạng, hôm nay lại thành tiềm ẩn tai họa. Minh Dung muốn hiến múa. Văn Dung nhỏ giọng sau lưng Ôn Ninh nhắc nhở một câu, Ôn Ninh liền biết được, đây là nhường nàng tránh đi ý tứ. Lý do an toàn, Ôn Ninh suy đi nghĩ lại, nói ra ta cũng không thiện múa, gần đây bệnh một trận, có lẽ là thân hình gầy gò, nhường muội muội nhìn sai rồi. dứt lời, nghiêng dò xét đi ở phía trước thế tử một chút, cách tương đối xa, hắn nên nghe không được a. À. có thế tạ cảnh từ luôn luôn nhĩ lực hơn người. xa xa nghe thấy theo gió bay tới trầm thấp nức nở, bước chân dừng lại, cười khẽ một tiếng. không biết khiêu vũ của nàng múa, nói là vang danh thiên hạ cũng bất quá quá đáng. Cách hồi lâu, tạ cảnh từ vẫn là rõ ràng nhớ kỹ, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, vòng eo khẽ rung, đụng vào ngực mình tràn cảnh. Đêm đó, tạ cảnh từ lần đầu tiên trong đời bị khơi gợi lên muốn, biết rõ là tự tìm phiền phức, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến đem nàng mang xuống thuyền. Ông Ninh dư quan bên trong nhìn thấy tạ cảnh từ bước chân dừng lại, nhịp tim cũng đi theo ngừng một cái chớp mắt, đãi trông thấy hắn vượt qua công, bóng người dần dần nhạt đi, dẫn theo tâm mới đi theo đưa xuống tới. Không biết a à. Lạc Dung khóe miệng nhấp nhẹ, tự hồ rất tri kỷ bồi thêm một câu, cốt như vậy thân hình thật sự là đáng tiếc. Nếu là có điều kiện từ nhỏ tập múa, nhất định cũng sẽ giống Minh tỷ tỷ đồng dạng. Minh Dung có chút đắc ý, ta bất quá là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Đã tổ mẫu thích náo nhiệt, cái kia thọ đảng hôm đó, ta liền nhảy lên một chi, dỗ dành nàng vui vẻ. Ninh muội muội, ngươi cũng không thiện múa, cái kia đánh đàn dù sao cũng nên có thể. Không bằng ta hai người một cái tấu nhạc, một cái nhảy múa, tổ mẫu tất nhiên vui vẻ. Ông Ninh thực tế không nghĩ phối hợp này kiều tiểu thư tính tình, rõ ràng lần đầu gặp mặt, cũng không biết nàng vì sao như thế nhắm vào mình. Minh tỷ tỷ đề nghị cố nhiên là tốt, nhưng A Ninh tay vụng, cũng bất thiện đánh đàn, sợ hỏng tỷ tỷ múa. Nhìn ta, không nên nhấc lên muội muội chuyện thương tâm, muội muội nếu có cái gì khó xử, cứ nói với ta đi, chính là thực tế hiến không ra cái gì tài nghệ, chắc hẳn tổ mẫu cũng sẽ không trách tội. Minh Dung nhìn nàng tự hồ thật cái gì cũng không biết, lập tức yên tâm. Nàng không biết, thọ yến há lại chỉ có từng đó là yến hội. Định quốc công phủ lão thái quân chúc thọ, tất nhiên là toàn kinh sư hào môn quý tộc tụ tập. Thì dụ tất nhiên cũng tới, thanh mai trúc mã hồi lâu, theo lý cũng nên định ra tới, có thế thuấn quốc công phủ chậm chạp không có động tĩnh minh dung kéo không xuống mặt đi hỏi đành phải tại trên yến tiệc dự định đại triển danh tiếng nhưng thì dụ lấy sốt ruột thiên vào lúc này tới một cái bên ngoài tiểu thư vẫn là cái dung mạo tư thái cực dai chỉ sợ chút thọ là giả làm mai mới là thật may mà lạc dung nhắc nhở nàng lưu tâm bằng không trên nửa đường bị tiệc hồ có lý đều nói không rõ đa tạ tỷ tỷ quan tâm A Ninh suy nghĩ một phen mới quyết định. ôm Ninh trong mắt, nhìn xem Minh Dung khẩn trương như vậy thọ yến, ước chừng có chút minh bạch. Kỳ thật nàng bản ý cũng không muốn làm náo động, bây giờ lại biết thế tử thân phận, càng thêm không nghĩ ở lâu. Cho nên dân tặng lễ vật một chuyện, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Minh Dung gặp nàng có chút thấp thuận, rốt cục thỏa mãn rời đi. Ông Ninh về tới khế viên, chợt cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt cho đến trông thấy gốc kia cao lớn hải đường cây, tựa như cùng nhìn thấy mẫu thân, nhẹ nhàng dán đi lên. Ngân Hoàng chỉ cho là nàng là bị minh dung khí, cũng không hiểu biết một ngày này nàng gặp tạ cảnh từ nhớ tới lúc trước rất nhiều ủy khuất, đành phải nấu một bình an thần trà, khuyên nàng ngủ lại. Này một giấc mê mang, trong mộng ôn ninh phản phất không phải tại khế viên, mà là tại điệp viên, chuyện cũ từng cọc từng cọc, từng kiện, trong đầu rối loạn. Thẳng đến một tiếng thúc giục, Ông Ninh mới rốt cục từ ác mộng bên trong mở mắt ra, lúc này đã màn đêm lặng về Tây. Ngân Hoàng cho nàng xoa xoa trên trán mồ hôi. Cô nương, thế tử tới. Thế tử. Hắn tới. Ông Ninh nhìn xem Ngân Hoàng mặt, chậm rãi cùng điệp viên bên trong chiếu cố của nàng niệm châu trùng điệp. Nhất thời lại không phân rõ, đây rốt cuộc là mộng, vẫn là hiện thực. Tác giả có lời muốn nói. Có hay không đang nhìn tiểu đáng yêu nha bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Riêng tư gặp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Niệm Châu Ngân Hoàng hơi nghi hoặc một chút, Niệm Châu là ai? Hỏi lên như vậy, ông Ninh mới thanh tỉnh một chút, phát giác chính mình đem nói mớ nói ra thanh. Một cái quen biết cũ thôi. Bỗng nhiên bị khơi gợi lên suy nghĩ, ông Ninh có chút buồn vô cớ, Nàng đi hơn phân nửa năm, điệp viên bên trong người ước chừng cũng đều phân phát sạch sẽ đi. Không ai chiếu cố, cũng không biết cúc kia tự tay cắm xuống sơn chi còn có thể hay không sống được. Không tới kịp suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên lại nghĩ tới mới thông truyền, lập tức có chút tỉnh táo. Người mới vừa nói ai tới? Thế tử tới, liền là đại phòng trưởng tử, tạ đại công tử. Ngân Hoàng cho là nàng nhớ không rõ quan hệ, giải thích vài câu không nghĩ tới lời vừa ra khỏi miệng, chợt thấy cô nương hướng lên kéo lại góc chăn, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn tới làm cái gì? Ôn Ninh ngữ khí có chút lạnh. Ngày đó rõ ràng nói xong từ biệt hai rộng, hôm nay nhưng lại không thể không ở tại cùng một mái hiên ngọn nguồn, cũng khó tránh khỏi Ôn Ninh có cảm giác nguy cơ. Cái này, ta cũng không biết, bất quá thế tử trong tay cầm một cái hộp gỗ đàn, ước chừng là cho cô nương bổ lễ tới. Ngân Hoàng ngược lại là thật cao hứng, buổi sáng mới nói quá, chạng vạn tối liền đưa tới, thế tử đối với ngài thật đúng là để bụng. Thêm một cái chiếu ứng người, cô nương tại quốc công phủ thời gian cũng có thể tốt hơn một điểm. Hộp gỗ đàn Ông Ninh bờ môi nhấp nhẹ, chân mày hơi thấp, trường tiệp rơi xuống một mảnh bóng râm. Đã tới, vậy liền cũng thừa này giải thích rõ ràng. Nàng cũng không muốn bị hiểu lầm đến quốc công phủ là có mưu đồ khác tạ cảnh từ đứng tại hải đường dưới cây trường thân ngọc lập nghe thấy tiếng bước chân một lần mắt liền trông thấy ôn ninh một thân màu trắng sa y trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nàng xuyên tố y cũng có khác một phen phong tình kỳ thật tạ cảnh từ vẫn cho là nàng thích phong phú ăn mặc vô luận là giang nam mới bắt đầu gặp vẫn là bình kinh chi điệp viên mỗi lần gặp nhau cho dù là đêm khuya nàng cũng hầu như là tóc mây hoa nhang ăn mặc chỉnh tề bây giờ đổi lại một thân tố y môi son chưa điểm lại sinh ra một loại thanh lãnh chi khí tạ cảnh từ nhìn xem nàng từng bước một đi tới đột nhiên cảm giác được trong tay này lễ có phần không đúng lúc thế là nhẹ nhàng phất tay áo cầm trong tay đàn hương hộp khẽ che tiếng tay áo ngọn nguồn trong hộp là một chi cuốn tơ quấn châu ngọc loan trâm cài tóc là lúc trước nàng chưa rời đi thời khắc liền chuẩn bị sinh nhật lễ vì này lễ bình kinh đỉnh tốt công xưởng mài ba cái cả tháng. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy trương này thanh thủy phù dung mặt, tạ cảnh từ bỗng nhiên đã cảm thấy không lấy ra được. Không phải không đủ quý giá, chỉ là không xứng đôi. Hắn đột nhiên sinh ảo giác, một mạc, cùng hoa mỹ, cái nào mới là nàng. Gặp qua đại biểu huynh. Ông Ninh lúc này đã đi tới gốc cây, có chút thấp eo, không biết đại biểu huynh tới chuyện gì. Một trận thanh đạm mùi thơm nước mũi, Mới khiến cho tạ cảnh từ tìm về chút ngày xưa ký ức Đi ngang qua khế viên, vốn định bổ sung lễ Mới phát giác cầm thành cho mẫu thân Tạ cảnh từ thanh âm mang theo ấy nấy Mẫu thân Nguyên lai là cho phúc an công chúa Từ ôn ninh góc độ, vừa vặn nhìn thấy một điểm lộ ra hộp gỗ Phía trên điêu lũ lấy phức tạp hoa văn Nhìn rất là hoa lệ, ngược lại là phù hợp thiên gia thẩm mỹ Nàng xem chừng ước là trâm vòng trâm cài tóc loại hình may mà cũng không phải đưa cho mình, nếu không cũng không được không mang, đeo lại nhất định phải búi tóc ăn mặc mọi thứ xứng đôi, một bộ xuống tới, nói ít cũng phải mười mấy cân. Đa tạ đại biểu huynh hảo ý. Thừa dịp lúc này, ông Ninh dứt khoát đem ý nghĩ cho thấy, chỉ là không cần như thế phiền toái, A Ninh đại thọ đảng kết thúc sau liền sẽ rời đi. Rời đi. Tạ cảnh từ thanh âm hùng hậu trầm thấp, rơi xuống liền cho người ta mang theo chút áp lực. Là ôm ninh đứng thẳng lên vai, giống nhau lúc trước khăng khăng đi nhận thân, đã dự định rời đi, không bằng biểu huynh mang ta nhìn một chút này quốc công phủ. Ôn ninh nhìn về phía hắn, ánh mắt rõ ràng có lời muốn nói. Tốt! Tạ cảnh từ đáp ứng âm thanh, không mang gã sai vặt, ôn ninh cũng không có nhường ngân hoàng đi theo, hai người ra khế viên, chậm rãi đi đến giả sơn đằng sau. Ánh trăng như tẩy, giống nhau ôn ninh tâm tình bây giờ lúc trước còn tại điệp viên thời điểm ông ninh đối với hắn đã kính lại sợ bây giờ giải quan hệ rốt cục có thế bình tĩnh một chút nàng chậm rãi thi lễ thế tử ta cũng không phải là cố ý muốn tới quốc công phủ cũng không ngờ đến ngươi là tạ gia đại công tử bây giờ tùy tiện tới rất là thật có lỗi ông ninh nói xong mắt nhìn tạ cảnh từ nam nhân đi tại nàng phía trước từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu loát cầm tuyến lăng lệ mà rõ ràng. Ân. Ừ. Tạ cảnh từ nhất quán là thần sắc nhàn nhạt. Ôn Ninh phán đoán không ra, hắn đến tột cùng là tin hoặc chưa tin, thế là lại nói tiếp. Nhưng vô luận ra sao nguyên nhân, ta hôm nay dù sao tiến vào trong phủ, vẫn là làm trái ngày đó ước định. Nhưng mà tổ mẫu đợi ta rất tốt, lúc này rời đi khó tránh khỏi chọc giận nàng thương tâm. Cho nên khẩn cầu thế tử lại cho ta chút thời gian, đãi tổ mẫu tiệc chút thọ kết thúc. Ta liền lập tức khởi hành hồi Tây. Ôn Ninh mỗi chữ mỗi câu hướng hắn cam đoan. Ngươi cho rằng ta hôm nay tìm ngươi là muốn cho ngươi mau mau rời đi. Tạ Cảnh Từ nhìn xem nàng, thanh âm cùng ánh trăng hòa làm một thể, hiện ra chút ý lạnh. Ôn Ninh ngẩng đầu, dù không nói gì, nhưng là cái kia trầm mặt đã nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Ta còn không có tuyệt tình như vậy. Tạ Cảnh Từ tránh đi mắt của nàng, môi hắn khẽ nhúc nhích tự hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu không cần sốt ruột tổ mẫu rất thương yêu ngươi tạ thế tử thông cảm mặc dù hắn không nói gì nhưng ôn ninh sợ hắn hiểu lầm vẫn là bồi thêm một câu còn có hôn sự chỉ là ý của phụ thân ta cũng không có quyết định này cũng mời thế tử không cần lo lắng trong phủ ta nhất định cùng ngài giữ một khoảng cách định sẽ không tiết lộ mỗi chữ mỗi câu Ông Ninh nói rất trịnh trọng, tạ cảnh từ trong mắt nhìn xem nàng, hồi lâu chưa ngôn ngữ. Hắn lúc trước liền phát hiện, ông Ninh khẩn trương lúc lại vô ý thức cuộn lên bàn tay, tự như ốc sên gặp được nguy hiểm sẽ khóa vào trong vỏ. Giờ phút này nàng bàn tay trắng nõn dán tại thắt lưng, hơi có chút run rẩy, chính là khẩn trương biểu hiện. Nàng cứ như vậy sợ chính mình. Tạ cảnh từ bờ môi nhếch, xoay người qua đi. Ân. Ông Ninh gặp hắn ứng tiếng, cuối cùng giải quyết xong một kiện đại sự. Còn chưa kịp đến thở một ngụm, bỗng nghe thấy được một trận tiếng bước chân. Nàng hiện tại đầu óc có chút mộng, vừa mới nói giữ một khoảng cách, lúc này nếu như bị người gặp được cũng không quá tốt, huống chi lại là biểu huynh biểu muội quan hệ như vậy, thế là vô ý thức nhìn về phía tạ cảnh từ. Tạ cảnh từ mi tâm hơi nhíu, nhìn xem nàng kinh hoảng ánh mắt, khẽ vương tay, liền đem nàng ôm vào trong núi giả. Đột nhiên ngã tiếng trong ngực hắn, ông ninh sửng sốt một cái chớp mắt, mới nhớ tới khước từ. Có thế bỗng nhiên lại nghiêng mắt nhìn gặp phía ngoài góc áo, lập tức không dám loạn động, đầu ngoan ngoãn dựa sát tại hắn vai cái cổ. Làm sao không thấy? Minh Dung chất vấn Lạc Dung. Không có khả năng A, à, mới ta rõ ràng nhìn thấy một nam một nữ đứng ở chỗ này. Lạc Dung nhìn chung quanh một lần, xác thực không có phát hiện những người khác. Có thể hay không nhìn lầm rồi chúng ta dù sao cách một cái hồ đâu. Minh Dung xoa nhẹ hạ con mắt, nàng vừa rồi cùng Lạc Dung ở bên hồ giải sầu, xa xa, Lạc Dung nói trông thấy một cặp nam nữ đứng sóng vai, lại nghĩ tới kề bên này là ôn ninh ở khế viên, thế là lên tâm tới, bắt đôi. Minh tỷ tỷ, ta thật nhìn thấy có người. Người nam kia bị chặn, nhưng nữ vóc người cao gầy, rất giống ôn ninh. Lạc Dung cẩn thận hồi tưởng một chút, vững tin chính mình không nhìn lầm. Ôn Ninh vừa tới mấy ngày nay, chẳng lẽ lại liền có nhân tình đúng không? Minh Dung cảm thấy quá bất hợp lý, có lẽ chỉ là trong vườn nha đầu cùng gã sai vặt lêu lỏng. Thật sao? Lạc Dung bốn phía tìm tìm, cũng không tìm được cái gì rơi xuống đồ vật, nhưng là vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tiến đến Minh Dung bên tai, nói ra hoài nghi. Nam nhân kia. Ta nhìn ngược lại là rất giống đại công tử. Giống ai? Minh Dung sững sờ, không tự giác hô lên thanh. Minh tỷ tỷ ngươi nói nhỏ chút, ta cũng không thấy rõ, chỉ là hoài nghi mà thôi, có thế ngàn vạn không dám để cho đại công tử nghe thấy. Lạc Dung lập tức nhìn khắp bốn phía, gặp không có gì động tĩnh, cái kia cổ nghĩ mà sợ mới biến mất. Nói đùa cái gì, làm sao có thể là đại ca ca. Minh Dung một vạn cái không tin, nói là ta ca, ta còn có thể tin ba phần. Đại ca ca cái kia lạnh như băng tính tình, làm sao có thể vừa gặp mặt liền cùng với ôn ninh ta ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi lạc dung dù sao cũng là tam phòng thứ nữ tuy nói tại tam phòng ngang ngược chút nhưng là bố trí tương lai quốc công gia vẫn còn có chút chột dạ ngươi nhất định là hoa mắt hôm nay công chúa thẩm thẩm trở về đại ca ca trước đó ra ngoài giang châu phá án lâu như vậy hiện tại hẳn là tại lương viên thỉnh an mới đúng làm sao lại đến cái này vắng vẻ bên hồ Minh Dung càng hồi tưởng, càng cảm thấy Lạc Dung tại nói bậy. Huống chi, ta nhìn cái kia ôn ninh cũng là không còn cách nào khác, nhưng nàng đi câu quấn ta đại ca, cho nàng một vạn cái lá gan nàng sợ là cũng không dám. Ngươi không có nhìn thấy nàng buổi sáng gặp đại ca ca một bộ tránh nuôi ngàn dặm dáng vẻ a à. Thấy là gặp. Xác thực nhìn khách khí, không có gì gặp nhau. Nhưng bằng lạc dung câu lấy hàng tiểu tướng quân trải qua, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng suy tư một lát, bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi không cảm thấy hai người bọn họ quá khách khí xa cách chút à, tựa như là. Tận lực giữ một khoảng cách. Nghe xong lời này, Minh Dung phản phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn nàng. Xa cách. Ngươi đối đại ca ca cái kia phó sinh ra chớ gần bộ dáng có thể sinh ra cái gì thân cận. Sợ là so với nàng còn muốn khách khí. Lạc Dung một nghẹn, đụng phải một cái mũi xám đại công tử trưởng quản hình ngục trên tay dính không ít huyết xưa nay cùng các nàng bọn này nuôi dưỡng ở vườn cô nương không lớn thân cận trốn ở trong núi giả ôn ninh nghe được hai người ngôn ngữ cũng không chịu được sinh ra một tia đồng ý chi ý tuy nói nàng hai người luôn luôn nhắm vào mình nhưng này lạnh lẽo cứng rắn tính tình cùng không hiểu e ngại ngược lại thật sự là là có chút cộng minh bất quá có một chút minh dung vẫn là nói sai nàng thật dám câu dẫn tạ cảnh từ thí dụ như ngày đó chi gian nam yến. Người tại cùng đường mặc lộ thời khắc, là cái gì cũng có thể làm ra. Trong núi giả không gian chật chội, ông Ninh Thanh Cạn hô hấp một mực rơi vào tạ cảnh từ bên gáy, sinh ra một loại náo người ngứa ý. Hắn càng phát ra cảm thấy hôm nay này cổ áo chụp thật chặt, cần giải khai một hai khỏa mới có thể thở một ngụm. Có thế người trong ngực dính sát chính mình, tự hồ không biết mang đến cho hắn bao lớn khốn nhiễu. Thời tiết có chút khô nóng, mắt thấy là phải trời mưa, Minh Dung dần dần không có kiên nhẫn, rời đi ven hồ, hướng về giả sơn đi đến. Lạc Dung chợt nhớ tới cái gì, cất bước đuổi theo. Đại công tử tuy nói nhìn lạnh tình, nhưng có lẽ là lâu tại hình ngục, quen thuộc uy hiếp người nguyên nhân. Nếu nói bản thân hắn, ngược lại chưa hẳn như thế bạc tình. Minh tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ năm ngoái món kia chuyện cũ rồi sao? Chuyện cũ? Chuyện gì? Minh Dung đi được rất nhanh, hơi không kiên nhẫn. Lạc Dung thần thần bí bí. Liền là năm ngoái Tết Nguyên Tiêu, nghe nói đại công tử tại Trích Tinh Lâu đem một nữ tử chống đỡ tại trên lan can cưỡng hôn. Chuyện này a. À. Minh Dung bỗng nhiên liền dừng bước. Lạc Dung thấp giọng, lúc ấy mấy người tận mắt nhìn thấy, nghe nói đại công tử đêm hôm đó còn vì nữ tử này bao xuống toàn bộ tầng cao nhất. Mắt thấy hai người dừng ở giả sơn bên cạnh, chỉ cách lấy một tầng thật mỏng vách đá ôm ninh đầu óc giật mình lại không quản cái gì khoảng cách hận không thể cùng tạ cảnh từ cùng nhau khắc ở vách đá bên trong tác giả có lời muốn nói thích tiểu đáng yêu có thể cất giữ một chút a à, sẽ kiên trì đổi mới bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 6 mượn áo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ông Ninh vừa căng thẳng, hô hấp cũng nặng chút, giống bàn chải nhỏ bình thường dâng lên tại tạ cảnh từ bên gáy. Ông nhuận ẩm ức khí tức lập tức liền khơi gợi lên những ngày kia ngày đêm đêm ký ức. Thân thể của nàng bởi vì khẩn trương còn tại nhẹ nhàng run rẩy, ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên gặp được tạ cảnh từ đáy mắt càng ngày càng sâu mắt sắc, lập tức dọa đến không còn dám loạn động. Tạ cảnh từ trong mắt nhìn nàng một cái, trông thấy chớp chớp tiệp, cổ họng khẽ động cuối cùng vẫn là mở ra cái khác mắt, có lẽ là quá lâu không thấy, nhất cử nhất động của nàng cũng có thể làm cho hắn tùy tiện mất khống chế. bên ngoài Minh Dung trở lại, nhìn xem Lạc Dung nói, về sau mấy người kia không phải cũng tịch liễu Giao A, nói là đại ca ca ngày đó là cùng Tiểu Quận Vương cùng đi, Tiểu Quận Vương lương ký phong lưu thành tính, ta nhìn trích tin lâu bên trên cái kia nên là lương ký. Lạc Dung nghĩ nghĩ, nói ra, ta xem là chưa hẳn ngươi còn nhớ rõ ngày thứ hai bình thang huyện chủ đến chúng ta trong phủ lúc là sưng con mắt sao tiểu quận vương đến cùng là bình thang huyện chủ huynh trưởng tuy nói không phải một cái mẫu thân nhưng là dù sao cùng ở một cái trong phủ đêm đó trên lầu người đến tột cùng là ai chỉ sợ không có so với nàng rõ ràng hơn nhưng là hoài ngọc nàng không phải nói không có việc gì a à. bình Khang huyện chủ xưa nay đều là một bộ tự phụ dáng vẻ nhưng nàng thừa nhận bị một cái kỹ nữ đoạt vị hôn phu lấy nàng tính tình, làm sao có thể. Lạc Dung nói có trật tự, Minh Dung nhất thời không cách nào phản bác, lại cảm thấy Bình Khang huyện chủ liền nàng này nhiều năm bạn thân đều không muốn nói tình hình thực tế, là tại quá ngoảnh mặt, cảm thấy hơi buồn bực, liền đỉnh hồi một câu. Kỹ nữ, ngươi thế nào biết nữ tử kia chính là kỹ nữ? Nửa đêm canh ba bị mang lên trích tinh lâu, còn bị một cái nam tử bên đường hôn lên, cái nào tiểu thư khuê chắc có thể làm càng như vậy? không thiếu được là phong nguyệt ra. Lạc Dung dùng khăn che lại môi, phản phất nói ra liền đã đã dơ bẩn miệng của nàng. Phải không, trách không được hôm đó về sau liền chưa từng nghe qua nữ tử kia tin tức gì. Lâu bên trong nữ tử, liền là cái đồ chơi, có thế có mấy cái lâu dài. Lạc Dung liếc mắt nhìn, đừng nhìn lúc ấy ngăn nắp xinh đẹp, đợi đến tuổi già sắc suy, liền chúng ta bên người thô sử tiểu tỳ cũng không bằng. Minh Dung gật đầu nói phải đồ chơi, phong nguyệt. Nói vô tâm, người nghe hữu ý, những lời này như là cây kim một bên, từng chữ từng chữ vào ôn ninh trong lòng. Trên mặt nàng lập tức huyết sắc cởi tận, trắng bệt lấy khuôn mặt, lúng cuốn khước từ, phản phất đẩy ra tạ cảnh từ liền có thể rửa sạch rơi đoạn này nhận không ra người đã từng. Tạ cảnh từ nắm chặt cánh tay, cúi đầu nhìn xem nàng. Lúc trước, hắn cũng không từng để ý trích tinh lâu truyền ra tin đồn, chỉ là không thích bị nhìn trộm, bởi vậy ép xuống. Nhưng bây giờ nhìn xem nàng như vậy để ý, bỗng nhiên phát giác chính mình có lẽ có cái gì bỏ sót. Cái này chẳng lẽ chính là nàng lúc trước khăng khăng muốn đi nguyên nhân. Nghĩ đến đây, tạ cảnh từ mắt sắc ảm ảm. Vai trên cổ bỗng nhiên một mảnh thấm ướt, mang theo ấm áp triều ý, bờ vai của nàng một sắc co rụt lại, nhìn mười phần ủy khuất. Hắn nguyên lai tưởng rằng ôn ninh theo chính mình phần lớn là tính toán, nhưng không ngờ, nàng lại cũng như thế ủy khuất loại cô gái này dù sao cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì đại ca ca tương lai muốn cưới tất nhiên là thế gia quý nữ ta nhìn hoài ngọc cũng chưa chắc để ý minh dung che mặt ngáp một cái có chút mệt mỏi nói đúng lắm lạc dung phụ họa nói đến cái kia gian gia đại tiểu thư ngươi còn nhớ rõ sao nghiêm chỉnh quan to tam phẩm đích nữ cũng bởi vì tết nguyên tiêu ngắm đèn không để ý bị chụp ăn mày gạt đi lại tìm đến lúc sau đã tại phượng lai nghi treo biển hành nghề nói là đến kịp thời còn không có mất đi sự trong sạch nhưng ngươi nhìn về sau cái kia hôn sự bao nhiêu gian nan gian đại nhân dưới cơn nóng giận sang bằng phượng lai nghi thì sao tóm lại sự tình đã truyền ra đáng thương cái kia gian tiểu thư nguyên bản cùng đại phòng lệnh tỷ tỷ có so sánh cũng là thái tử phi một trong những người được lựa chọn cuối cùng lại gả một đứa cô nhi quả phụ thư sinh nghèo ai cũng thật sự là đáng thương. Lệnh tỷ tỷ bây giờ đã sinh ra Hoàng Thái Tôn, ngày sau tất nhiên là muốn leo lên hậu vị. Người này cùng người A, một cái ngoài ý muốn, liền có thể kém như vậy nhiều. Minh Dung từ nhỏ là bị nuông chiều lấy lớn lên, ngẫu nhiên nghe được loại sự tình này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuối tháng tư thời tiết, đã có chút khô, Minh Dung vừa nghĩ tới hôn sự, lại có chút phiền muộn. Làm sao như thế buồn bực? bắt người không có bắt được ngược lại nhớ tới mấy cái này không tốt sự tình ta nhìn vẫn là trở về đi lạc dung cứ việc cảm thấy không cam lòng cũng không dám nói cái gì có thế bỗng nhiên một giọt nước nện vào nàng trên trán tâm kêu không tốt trời mưa lúc này làm sao trời mưa các nàng vừa rồi trò chuyện lên hưng không có chú ý một khối lớn mây đen đã che khuất mặt trăng mắt thấy liền có một trận mưa lớn không mang cái hạ nhân đều tại ngươi nhất định phải lúc này tới. Minh Dung tức giận. Là, đều là ta không tốt. Lạc Dung cũng nén giận, Minh tỷ tỷ, cái kia giả sơn là trống không, nếu không chúng ta đến đó tránh mưa. Giả sơn. Minh Dung có chút ghét bỏ. Nhưng là hạt mưa càng ngày càng dày đặc, nàng cũng không lo được cái gì, đành phải nhấc lên váy đi qua. Ôn Ninh nghe xong động tỉnh bên ngoài, vừa hãi vừa sợ, cố nén không cho nước mắt rơi hạ đem khóc chưa khóc bộ dáng, hai tay còn vô ý thức chống đỡ lấy tạ cảnh từ. Dưới mắt tình cảnh này, nếu để các nàng xem gặp, liền thật giải thích không rõ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tạ cảnh từ không kịp nghĩ nhiều, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là mình ra ngoài, ngăn lại các nàng. Đang lúc hắn chuẩn bị đi ra thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu gào. Minh cô nương, lạc cô nương, may mắn tìm tới các ngươi. Nguyên lai là Minh Dung bên người nha hoàng tìm tới, Hương Hà cả người mồ hôi, mang theo hai cây dù vội vã chạy tới. Hương Hà, ngươi nhanh lên, ta đều sắp bị làm ướt. Minh Dung đứng tại nơi đó, mới nàng đi được có chút nhanh, váy áo bên trên tung tóe viết bùng điểm, lại giận vừa tức, lập tức chỉ trích lên Lạc Dung đến. Đều tại ngươi, đề cái gì chủ ý ngu ngốc. Không thấy được nửa cái bóng người, ngược lại làm cho ta tung tóe một thân bùng. Minh tỷ tỷ, ta cũng là hảo tâm. Lạc Dung cũng không có so với nàng tốt hơn chỗ nào, nhưng bây giờ cũng không dám nói cái gì, đành phải nén giận một đường đi trở về đi. Chờ đến lúc bên ngoài triệt để an tĩnh lại, ông Ninh liền liền đẩy ra tạ cảnh từ, nửa người nghiêng tại động xuôi theo, xa cách hướng hắn nói lời cảm tạ. Đa tạ thế tử đêm nay cứu giúp. Cuối cùng, thanh âm có chút nghẹn ngào, vẫn là bồi thêm một câu. Bất quá đêm nay quả thực là ngoài ý muốn, ngày sau ta chắc chắn cẩn thủ đêm nay lời hứa, vạn mong thế tử cũng là như thế. Giọt mưa theo cơn gió từ cửa hang phá tiến đến, đánh vào nàng trên lưng, ôn ninh bạch nghiêm mặt, tựa như không cảm giác. Nàng tình nguyện gặp mưa cũng không muốn cùng chính mình ở cùng một chỗ. Tạ cảnh từ một chút liền lạnh đến đáy mắt. Tốt. Tạ thế tử thành toàn. Ôn ninh một mực không ngẩng đầu, nói xong quay người muốn đi tiến trong mưa chợt bị tạ cảnh từ gọi lại ngươi cứ như vậy ra ngoài ngữ khí của hắn hình như có không vui ông ninh cúi đầu nhìn một chút chính mình ngoại trừ quần áo có chút phát nhăn cũng không có cái gì không ổn đợi cho một kiện áo khoác quay đầu che đậy tới ông ninh mới hiểu được hắn ý tứ nguyên lai là che nàng xuyên đơn bạc đại khái là mới dán hắn co rúng bị phát hiện đa tạ thế tử quan tâm An ninh tâm lĩnh, Ôn Ninh cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ liên lụy, đưa tay liền muốn lấy xuống, lại bị Tạ Cảnh Từ ngăn lại. Thân thể ngươi không tốt, mắt mưa bị bệnh không tốt giải thích. Tạ Cảnh Từ thanh âm nhàn nhạt, không có gì cảm xúc. Bị bệnh xác thực không tốt giải thích, vạn nhất lại nói là mắt mưa, Minh Dung các nàng tất nhiên sẽ hoài nghi. Nghĩ đến đây, Ôn Ninh do dự một chút, bỗng nhiên lại nghĩ tới áo khoác cho nàng cái kia tạ cảnh từ làm sao bây giờ? ngẩng đầu một cái, lại phát hiện tạ cảnh từ đã đi vào trong mưa. Ở chỗ này chờ. Áo khoác cho nàng, hắn chỉ mặc một thân áo mỏng, trời mưa phải gấp, chỉ chốc lát sau quần áo liền ướt tận, dính sát thân thể của hắn. Ôn ninh dời đi mắt, trầm mặt đứng tại trong núi giả. Chỉ chốc lát sau, một bóng người miễn cưỡng khen bước nhanh hướng giả sơn đi tới. Ngay này dùng dập dọc, dọc mưa, ông ninh cảm thấy cho dù là người xa lạ đêm nay vẫn là nói một tiếng tạ cho thỏa đáng có thế đợi đến bóng người tới gần nàng mới nhìn rõ ô hạ người tới thời tiết này làm sao bỗng nhiên bắt đầu mưa ngân hoàng lo âu đi tới cách rất gần mới nhìn rõ cô nương khoác trên người thế tử áo khoác thế tử đối với ngài thật biết quan tâm mới hắn một thân là ruộng nước tới thật đúng là ngâm cái thấu tận có đúng không vậy hắn hiện tại ở đâu đâu thế tử để cho ta mau lại đây tìm ngài, hắn. Ước chừng là trở về đi. Ngân Hoàng gãi đầu một cái, nàng đi rất gấp, cũng không có chú ý. Ông Ninh thở dài. Vốn là muốn nói rõ ràng, nhưng dưới mắt, tự hồ lại thiếu người khác tình. Ngày thứ hai, có lẽ là thổi gió, ông Ninh có chút đau đầu, đi thỉnh an thời điểm, phát giác Minh Dung cùng Lạc Dung đều không đến, nói là thụ phong hàng. Các nàng hai người miễn cưỡng khen còn phải bệnh, đêm qua thế tử một thân áo mỏng đi tại mưa lớn như vậy bên trong, ôn ninh vừa nghĩ tới liền cảm giác bất an, thế là tại thọ hy đường nhiều ngồi ngồi. Có thế thẳng tới giữa trưa, tạ cảnh từ cũng không có lộ diện. Không riêng như thế, tiếp xuống liên tiếp mấy ngày, đều không nghe thấy tin tức của hắn. Thẳng đến ngày thứ tư, ông Ninh đi thọ hy đường thỉnh an lúc, vừa vặn trông thấy hắn ra. Tạ cảnh từ hôm nay một thân xanh ngọc, sắc mặt có chút quá phận bạch ôn ninh xa xa hành lễ, tạ cảnh từ có chút gật đầu, sát bên người quá khứ. Cách gần đó, ôn ninh có thể nghe được tùng hương hạ nhàn nhạt mùi thuốc, cũng không nồng đậm. Nhưng ôn ninh đối với hắn khí tức rất quen thuộc, đương hạ liền biết hắn tất nhiên cũng là bị bệnh. Có thế hôm đó về sau, bọn hắn chính là người xa lạ, hiện tại đi quan tâm, tự hồ lộ ra nàng dây dưa không rõ, là lấy liễm mi, cũng không nói cái gì. Dạng này cũng tốt, trở lại bình thường quỷ tích, cũng tỉnh người bên ngoài ngờ vực vô căn cứ. Dù sao vừa nghĩ tới Minh Dung cùng Lạc Dung kia buổi tối gai ý, ôn ninh liền có một loại khó chịu cảm xúc. Bất quá, đã vài ngày không thấy Minh Dung cùng Lạc Dung, ôn ninh cũng dễ dàng một trận. Từ cái này muộn sau, nàng đối hai vị này biểu tỉ muội xem như thấy rõ. Đều không phải cái gì tốt chung đụng tính tình, có lẽ cũng chính là dạng này tính tình, để các nàng hai người cũng sinh hiềm khích. Nghe nói Minh Dung bởi vì này trận phong hàng đã vài ngày hạ không được, chuẩn bị tại thọ yến bên trên hiến múa cũng không kịp sắp xếp, vì thế mắng nhiều lần Lạc Dung, còn hướng mẫu thân của nàng Thôi Phu Nhân khóc lóc kể lễ một phen. Thôi Phu Nhân xưa nay liền không thích tam phòng hàng di nương, có thế tam phòng hồ Phu Nhân cùng tam gia không hợp nhau, từ trước đến nay không làm được di nương chủ. Thôi Phu Nhân lại không tốt vượt qua tam phòng đi thuyết giáo, là lấy tại lão Thái Quân trước mặt lọc điểm gió, gõ hạ hàng di nương thế là lạc dung thời gian cũng không tốt như vậy qua hàng di nương cả ngày tận tâm chỉ bảo lạc dung thân thể còn không có tốt đẹp liền bị thúc giục nhanh chuẩn bị cho lão thái quân thọ lễ một lần nữa đòi lại nàng niềm vui ngươi cũng muốn thông cảm nương khó xử tuy nói ngươi phụ thân đối chúng ta mẫu nữ có chút coi trọng nhưng ta dù sao không phải chủ mẫu huống chi ngươi cũng biết ngươi phụ thân vì cái gì nuông chiều ngươi nếu không phải bởi vì lấy ngươi cái kia một tay tốt màu vẽ cùng trong kinh tài nữ danh hào chúng ta thời gian liền thật gian nan hàng di nương chính là bởi vì sinh kiều mị lại giỏi về hồng tụ thêm hương mới bị tài tử phong lưu tam gia nạp vào cửa tam gia là cái văn nhân trời sinh tính phong lưu lại rất thích thư họa có thế tam phu nhân lại là điển hình nữ tử không tài chính là đức tổ huấn hạ nuôi ra thế gia nữ làm việc đâu ra đấy buồn tẻ không thú vị là lấy một mực bị tam gia chán ghét mà vứt bỏ. Lại cứ tam phu nhân lại cực kỳ khoe khoang, cho dù là thụ vắng vẻ cũng sẽ không uống mình theo người, này mới khiến hàng di nương có thừa dịp cơ hội. Tốt, ta đã biết. Lạc Dung không kiên nhẫn nghe nàng phàn nàng, dân tặng lễ vật sự tình ta tự có quyết định, ngươi yên tâm, này bệnh sẽ không ngại ngươi lấy lão thái quân niềm vui. Ta lại ở đâu là ý tứ này, ta bất quá là ngóng trong ngươi tỉnh táo chút. Hàng Di Nương nghe được trong lời nói của nàng gai, dạo lấy khăn nghĩ giải thích, lại bị lạnh lùng đánh gãy. Ta khi nào không cảnh tỉnh? Ngươi cho rằng, ta như vậy nguyện ý bưng lấy Minh Dung, dẫm lên cái kia biểu tiểu thư. Lạc Dung lông mày loại bỏ thụ, ta bất quá là nghĩ thừa dịp thọ yến lộ một chút mặt. Giống nhau là quốc công phủ tôn nữ, dựa vào cái gì lệnh tỷ tỷ có thể làm thái tử phi, ta lại ngay cả trắc phi cũng không đủ trình độ. Hàng Di Nương bị nàng lời này một hù, dọa đến rơi mất khăn. Ta cũng không biết, ngươi khi nào có bực này tâm tư. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hóa dự bị. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Lời đồng đại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vì cái gì không dám có. Ngươi không dám đi lên trèo còn không cho ta lấy cái cành cây cao. Lạc dung nhạt lưỡi mỏng, câu câu đâm người. Đỉnh đầu phu nhân không quản được sự tình, ta nhìn chúng ta mẹ con ba người thời gian bây giờ đã thật tốt. Hàng di nương nhặt lên khăn, dư quan nghiêng nheo mắt nhìn lạc dung, đột nhiên cảm giác được một tay nuôi lớn nữ nhi nhìn không rõ. Thật tốt. Lạc dung cười lạnh, tốt như vậy, cũng bởi vì ngươi là di nương, ta liền vĩnh viễn chịu trách nhiệm thứ nữ tên tuổi, tại lệnh dung cùng minh dung trước mặt không ngóc đầu lên được. Phu nhân cùng tam gia không hòa thuận, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ quản đem nàng đổi lại. Hàng di nương cảm thấy nữ nhi hôm nay ngôn ngữ càng ngày càng vượt qua nàng tưởng tượng, dừng một chút, do dự nói. Hồ thị mặc dù tính tình lạnh một chút, nhưng đối với chúng ta ngược lại tính không lên khắc khe, khe khắc. Nàng nếu là bị nghĩ, tân phu nhân có thế chưa hẳn tốt như vậy ở chung. A nương, vì cái gì nhất định phải có tân phu nhân đâu. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới phù chính. Lạc Dung đưa tay kéo lại hàng di nương, hảo ngôn khuyên bảo. Phù chính. Hàng di nương tay run một cái, thanh âm đứt quảng, thế nhưng là ta xuất thân không hiện, đại gia còn chính là công chúa, nhị gia cưới thế gia nữ, ta một cái cửa nhỏ nhà nghèo, chính là tam gia đồng ý, lão thái quân cái kia quan cũng không qua được. Huống chi tam gia nhìn như phong lưu, có thế thực chất bên trong đến cùng vẫn là nặng quy cũ, nếu không hút ca nhi sao từ nhỏ liền nuôi dưỡng ở đằng trước. Lão Thái Quân đã 70, nàng còn có thể thanh tĩnh mấy năm. Lạc Dung tiếp lấy khuyên nhủ, muốn ta nói, A nương ngươi nên thừa dịp lần này phụ thân nổi giận dùng dùng kinh, nhất cử nhường hắn bỏ hồ thị. Bỏ nàng. Hàng di nương tự lẩm bẩm, bỗng nhiên lại lắc đầu, ta sợ là không được, quốc công phủ còn không có đi ra tiền lệ như vậy. Lạc Dung nghe vậy biến sắc, hất ra nàng tay, vĩ khuất mà nói. Lúc trước ta liền cập kê lễ đều muốn chiều theo Văn Dung cái kia xấu nha đầu, nói cái gì lấy cái tỉ muội đồng lòng tặng thưởng, lại tuyển tại nàng sinh nhật ngày đó. Bây giờ đã đến làm mai niên kỹ, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn ta nói liên tục hôn cũng muốn thấp nàng một đầu. Nàng một kích động, liên tiếp ho khang mấy âm thanh, sắc mặt đỏ bừng. Hàng di nương đưa tay nghĩ thay nàng vỗ lưng, lại bị một thanh đẩy ra, đương hạ vành mắt cũng có chút đỏ. Cập kê một chuyện, nguyên là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta lúc đầu nghĩ đến, ngươi dù sao cũng là thứ nữ, nếu là đơn độc xử lý một trận kê lễ, tràn diện tất nhiên không thể so với các nàng náo nhiệt, lúc này mới cầu tam gia, để ngươi cùng lệnh dung xử lý ở cùng nhau. Không phải cũng là hôm đó, ngươi lộ một tay tốt màu vẽ, truyền ra tài nữ tên tuổi. Nếu sớm biết ngươi như thế để ý, ta làm sao khổ đi lấy phần này cầu người vị đắng. Hàng Di Nương nói đến chỗ này, cũng không nhịn được rơi lệ. Lạc Dung trầm mặt một lát, quay qua thân, kéo cao chăn che kín đầu, thanh âm buồn buồn. Đã là như thế, ta mệt mỏi, Di Nương ngươi đi đi. Di Nương Hàng Di Nương nghe xong nàng gọi mình Di Nương, bất thí vô tình thiên xét đánh, sắc mặt bá một chút bạch đến ngọn nguồn. Tuy nói thứ nữ nguyên bản liền nên xưng nàng Di Nương, nhưng tam gia thiên sủng nàng, hài tử cũng một mực là tại nàng dưới gối nuôi lớn, là lấy từ nhỏ liền không có án cái kia quy củ tới. Sưng hô này trong phủ cũng ngầm cho phép, chỉ có tại tới tân khách thời điểm mới sửa đổi một chút miệng. Bây giờ bí mật nàng lại gọi chính mình di nương, hàng di nương lập tức buồn từ đó đến, che mặt đi ra. gian phòng triệt để không có thanh âm, lạc dung mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trên tường cái kia phó màu vẽ. kia là một bộ dạ yến đồ, đường công trôi chảy, trong nhu có cương, vẽ lên hơn 10 người vật, sinh động như thật. Cập kê yến ngày thứ hai, nàng chỉ bằng lấy bức họa này danh mãn kinh thành. Cũng chính là từ đây lên, nguyên bản đối nàng không tính là chú ý tam gia chân chính coi trọng cái này thứ nữ. Tam gia tự xưng là phong lưu, làm người phóng đảng không bị trói buộc, bỗng nhiên biết được thứ nữ nhận hắn y bác, lập tức vui vẻ ghê gớm này đối với lấy nàng những cái kia tiểu tính tình cùng đùa nghịch tính tình cũng có chút nuông chiều. Cũng chính là từ đây, đã có chút già yếu hàng di nương một lần nữa đạt được yêu sủng, thậm chí còn được một đứa con trai. Nghĩ đến đây, Lạc Dung liền không khỏi vì A Nương uất ức phẫn hận. Rõ ràng chỉ cần lại thêm cây đuốc, chính mình cũng không cần lại cổng thứ nữ tên tuổi, có thế nàng hết lần này tới lần khác đỡ không dậy nổi. Lạc Dung như muốn nôn ra máu, nàng không nghĩ, cái kia nàng cũng chỉ có thể dùng biện pháp của mình đến mưu cái đường ra. Thế là cảm thấy khẽ động, đối bên ngoài tiểu tỳ kêu một tiếng. Nhưng thuận nương tới. Chốc lát, một người tuổi chừng 30 phụ nhân đi đến. Phụ nhân kia vây quanh một cái đầu to khăn, khăn trùng đầu rũ xuống một nửa, bao lấy mặt. Cách gần đó chút, còn có thể nhìn thấy băng gạt ngọn nguồn ẩn ẩn có một đạo trường sẹo, hơi có chút dữ tợn này xem xét liền gọi người quên đi cặp kia lúc đầu sinh có chút phong lưu mắt phượng phụ nhân rất là cung kính thật sâu cúi chào một lễ cô nương bình phục ân ngươi tới cũng nhanh lạc dung đánh giá nàng trước đó vài ngày ta phân phó chuyện làm ra sao ngài lời nhắn nhủ sự tình thuận nương không dám thất lễ bây giờ đã nhanh kết thúc chỉ là thuận nương ấp a ấp úng hình như có khó xử chỉ là cái gì những ngày này ngươi muốn ta đều nhất nhất tìm tới chẳng lẽ lại ngươi còn có cái gì hiếm thấy trân bảo muốn hướng ta lấy a à? lạc dung con mắt một nghiêng trên mặt mỉa mai thuận nương mặt đỏ lên bận biệu quỳ gối nàng bên chân cô nương minh giám ta muốn những này nói cho cùng cũng là vì nhường cô nương càng sáng chói chỉ là món này ta thực tế không có cách nào chấp nhận ta tuy là đến trong phủ cũng gần ba năm nhưng một mực đãi tại hậu viện chưa từng xem gần lão thái quân mặt là lấy sợ có chút sai lầm hỏng chuyện của ngài lạc dung nghe xong lời ấy lại thu hồi ánh mắt lông mày nhíu chặt cho ta ngẫm lại thuận nương trên mặt có sẹo bình thường một mực nuôi dưỡng ở hậu viện hóa thành cái thô sử tiểu tỳ lấy che lấp nếu là tùy tiện đi theo nàng đến thọ hy đường không khỏi quá mức đâm mắt người nếu như lại để cho có ý người biết đi vậy coi như hỏng chuyện suy nghĩ nửa ngày lạc dung vẫy vẫy tay thuận nương bận bịu quỳ gối lấy tiếng lên, nghe nàng thì thầm vài câu, lúc này mới tính định ra. Nói xong, Lạc Dung một chút liền nhìn thấy thuận nương mạng che mặt dưới đáy cái kia đạo giữ tận vết sẹo, đáy mắt nổi lên một chút buồn nôn. Bên ta mới nói ngươi cũng nhớ cho kỹ. Còn có, ngươi gương mặt này, có thế ngàn vạn che chặt chẽ, nếu là dọa ta tổ mẫu, hoặc là dẫn tới người chú ý, ta cũng không tha cho ngươi. Phượng nương dư quan bên trong liếc về nàng chán ghét mà vứt bỏ, yên lặng lui về phía sau nửa bước, phục trên đất. Tiểu tỳ nhất định sẽ cẩn thận. Kế viên ngân hoàng cầm rửa sạch sẽ áo khoác đi tới, hỏi. Cô nương, thế tử hôm đó để lại cho ngươi áo khoác đã quản lý sạch sẽ, nên xử lý như thế nào? Hôm đó ông Ninh trở về về sau, cùng ngân hoàng đề điểm một chút, là lấy ngân hoàng mấy ngày nay cũng cực kỳ cẩn thận, sợ người khác biết đêm đó tại giả sơn phía sau là nhà mình cô nương cùng thế tử. Mấy ngày nay hậu viện đã ẩn ẩn có lời đồn đại, buổi sáng thôi phu nhân bên người ma ma đối với các nàng những này hầu gái cũng gõ một phen. Ngân hoàng nhịn không được thở dài, này vọng tộc thâm viện thật không dễ dàng. Tuy nói nàng biết hai người cũng không có cái gì, nhưng nếu rơi vào người khác trong lỗ tai, khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Một cái bên ngoài tiểu thư, ngàn dặm xa xôi đến thăm người thân, nếu là bị bố trí thành ngấp nghé thế tử, thanh danh bên trên coi như quá không tốt nghe. Cầm đi đốt đi. Ông Ninh hiện nay cũng không biết nên làm như thế nào, tạ cảnh từ tự nhiên là không thiếu món này áo khoác, nhưng đặt ở nàng nơi này, vừa nhìn thấy liền nhớ tới đêm mưa tràn cảnh, không lý do làm lòng người phiền. Đốt đi. Tốt như vậy nguyên liệu. Ngân Hoàng hơi kinh ngạc, cô nương làm sao từ cái này muộn trở về liền như thế hỉ nộ không chừng. Ôn ninh không nói chuyện, ngân hoàng đành phải xuất ra đi, nhưng đợi nàng đi ra mấy bước, lại đột nhiên bị gọi lại. Quên đi, vẫn là treo ở trong ngăn tủ đi, ta tìm cái thời cơ trả lại. Dù sao ném ra bên ngoài nếu là chiêu mắt người, liền càng thêm phiền toái. Những lời đồn đại kia ôn ninh cũng nghe cái một hai, càng truyền càng không hợp thói thường, cuối cùng lại thành viên ương nghịch nước, giao cái cổ giao xoa. Dọa đến nàng đi thọ hy đường thỉnh an đều tình nguyện đường vòng đến tránh đi tòa kia giả sơn. Ông Ninh thở dài, này trong phủ là càng thêm không tiếp tục chờ được nữa, nếu không phải vì ngoại tổ mẫu thọ đảng, nàng hận không thể lập tức dẹp đường hồi Tây Trạch Viện. Hết lần này tới lần khác hôm nay hư một, buổi tối lão thái quân tại thọ hy đường thiết yến, nói là đại gia cùng tam gia khó được đều trong phủ, phải thật tốt tụ học một chút ôm ninh tới những ngày này, còn không có chính thức bái kiến hai vị cửu cửu, là lấy tối nay chỉ cần lộ diện. Loại này đoàn tụ tràn diện, thân là đích tôn con trai trưởng, tạ cảnh từ tất nhiên cũng sẽ có ghế. Vừa nghĩ tới những cái kia lúng túng lời đồn đại, ôn ninh cũng không biết muốn thế nào đối mặt hắn. Chạng vạn tối, vì vòng qua tòa kia giả sơn, ôn ninh đến hơi trễ chút. Vừa vào cửa, lại giống mới tới lần kia, định lấy rất nhiều ánh mắt. Minh Dung cùng Lạc Dung ước chừng là lành bệnh, đêm nay cũng tới trong tiệc, vô tình hay cố ý quay đầu nhìn chầm chầm ôn ninh, tự hồ là tại xác nhận đêm đó có phải hay không nàng. Ôn ninh dư quan quét một vòng, tạ cảnh từ vậy mà không tại, thế là viên kia không được tự nhiên tâm lập tức chậm lại. Mọi cử động cực kỳ đoan chính, hướng hai vị cửu cửu gặp lễ. Đại cửu cửu mặt mày thanh chính, có lẽ là thân cư cao vị, cho dù ở tiệc nhà cũng dung nhan nghiêm túc, ăn nói có ý tứ nhưng ở ôn ninh bái kiến lúc vẫn là khó được lộ ra dáng tươi cười ngược lại là phúc an công chúa cùng ôn ninh tưởng tượng không giống nhau lắm nàng sinh cực kỳ mỹ mạo bảo dưỡng lại tốt hoàn toàn không giống như là sinh một trai một gái đối ôn ninh không gọi được nhiệt tình nhưng cũng không quá đáng xa cách chỉ là vô ý thức để cho người ta cảm thấy không thể tiếp cận ôn ninh nguyên bản cũng không có trông cậy vào có cái gì giao tế chỉ là nhìn thấy công chúa cái kia khẽ miếm môi môi mỏng, nàng cuối cùng biết tạ cảnh từ cái kia thanh lãnh bộ dáng là theo ai. Về phần tam cửu cửu, hắn vốn liền một đôi phong lưu mắt phượng, ngồi tại trong tiệc một cốc tiếp lấy một cốc uống rượu, cũng không để ý tới đám người. Ông Ninh tiến lên bái kiến, hắn cũng chỉ là mang theo men say nhìn thoáng qua. Giao sầm muội muội, ngươi hôm nay lại mặt rồi. Ông Ninh sửng sốt một chút, giao sầm là mẫu thân của nàng khuê danh ngồi ở một bên hồ phu nhân nghe xong lời ấy, bất đắc dĩ ra hòa giải. Ninh tỷ nhi chớ trách, ngươi tam cửu cửu liền là cái tính tình này, vừa quát say liền hồ ngôn loạn ngữ. Tam gia nghe vậy trừng mắt đứng đấy, hiển nhiên bất mãn thê tử đối với hắn dèm pha. Mắt thấy hắn muốn phát tác, lão thái quân nặng nề mà một khục. Tốt! Ngươi cũng là nhanh đương tổ phụ người, suốt ngày bên trong còn không có cái định tính. Tam gia gặp mẫu thân tức giận, lập tức giảm âm thanh, chỉ là một cốc tiếp một cốc lại uống vào đi. Cuối cùng bất đắc dĩ, hồ phu nhân viện say ngã tam gia sớm rời đi. Dường như khơi gợi lên cái gì không vui chuyện cũ, một trận gia yến tính không được tận hứng. Người phía sau người đều không thế nào ngôn ngữ, lão thái quân sau đó không lâu liền viện mất đi nghỉ ngơi, sớm định ra dạo chơi công viên ngắm trăng tự nhiên cũng tiến hành không được, đám người nhao nhao tản. Ôm Ninh đi ở phía sau, bỗng nhiên trông thấy Lạc Dung đứng ở một bên, bất thiện nhìn xem nàng. Đại ôn ninh nhìn sang, lại phát giác nàng đã đổi khuôn mặt tươi cười. Ôn ninh tưởng rằng nàng vừa rồi bái kiến nhường tam gia trước mặt mọi người gặp trăng dậy, mới treo đến Lạc Dung không cao hứng, thế là muốn hòa hoãn một chút. Lạc muội muội, ngươi làm sao không đi? Lạc Dung giống như cười mà không phải cười. Lúc này đi. Gió đêm có chút mát mẻ, tiểu tỳ đi cho ta cầm áo choàng ngươi bệnh nặng mới khỏi, nếu không đem ta cho cho ngươi mượn. Ông Ninh đưa tay liền muốn đi giải, bỗng nhiên một bóng người từ phía sau cúi đầu đi tới. Chính là cái kia tiểu tỳ tới. Lạc Dung trầm thấp mắng một câu. Làm sao tới dạng này trễ? Cái kia tiểu tỳ thấp thân, cúi đầu không dám phản bác. Ông Ninh nhìn cái kia tiểu tỳ rất là hèn mọn, bao lấy diện mạo, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng lại không tiện nói gì, đành phải rời đi có thể đi lấy đi tới, luôn cảm thấy sau lưng ẩn ẩn có một đạo ánh mắt. Ôn Ninh tưởng rằng Lạc Dung, thế là chuyển biến lúc quay đầu lại, nhưng mà dư quan thoáng nhìn, lại đối diện bên trên cái kia tiểu tỳ ánh mắt. Ôn Ninh dừng lại, cặp mắt kia, lại mười phần giống như cố nhân. Tác giả có lời muốn nói. Đoán xem Lạc Dung bên người tỳ nữ là ai? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Lục yêu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái kia tiểu tỳ cũng chinh lăng một cái chớp mắt, lập tức lại cúi đầu. ôm ninh trú bước chân, hỏi nhiều một câu. Lạc muội muội này tiểu tỳ sao bao lấy khăn trùm đầu. Lạc dung quát khẽ cái kia tiểu tỳ một tiếng, mới đối ôm ninh nói. Nàng nguyên là ta tại bên ngoài nhặt, nhìn xem thân thế đáng thương, ta thực tế không đành lòng mới đem nàng mang về trong phủ nhưng bởi vì lấy nàng mạo ngủ, sợ dọa trong phủ quý nhân, này mới khiến nàng che diện mạo, làm chút thô sử việc vặt. Nguyên lai là dạng này. Ông Ninh nhìn cái kia tiểu tỳ một chút, lạc mùi mùi thật sự là thiện tâm. Sau đó mắt thấy cái kia tiểu tỳ cho lạc dung vây lên áo choàng, nhìn xem các nàng rời đi. Một mà tiếp bị nhiễu loạn, lạc dung tức sôi ruột, thẳng đến trong vườn rốt cục nhịn không được phát tác. Nhất thời, trên bàn bút mực giấy nghiêng rơi xuống một chỗ. Thuận Nương đã thành thói quen vị đại tiểu thư này phát tác, bộ dạng phục tùng đứng tại cạnh cửa, tận lực để cho mình không có gì tồn tại cảm. Nhưng không nghĩ tới Lạc Dung hôm nay hỏa khí như thế chi thịnh, tuy là Thuận Nương liễm thanh nín thở, một chiếc nghiêng mực lại hướng phía nàng thẳng tắp đập tới. Thuận Nương vô ý thức nghiêng người, nhưng trên trán vẫn là bị hung hăng dập đầu một chút. Mực nước hoàn toàn vẫy vào trên mặt của nàng, đen đặt nhan sắc thuận vết sẹo kia chảy xuống, hết sức chật vật. Còn dám tránh. Ta không phải để ngươi phải chú ý cẩn thận, che người tai mắt, kết quả ngươi lại cố ý ngẩn đầu. Vạn nhất bị phát hiện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống. Lạc Dung chưa hết giận, nói xong, một chồng chất giấy tuyên lại đều hướng nàng ném đi qua. Thuận Nương lần này cũng không dám tránh, xinh xinh bị đánh một cái, trên mặt trên tay đều bị giấy tuyên sắc bén biên giới cắt ra từng đạo vết máu là thuận nương sai thuận nương chẳng qua là cảm thấy cô nương kia sinh xuất chúng mới nhìn nhiều một chút xuất chúng lạc dung hừ lạnh bất quá là một cái thị tỳ hậu đại thật sự là người nào cũng dám xưng biểu tiểu thư nói cho cùng cùng này quốc công phủ cũng không có nửa điểm thân duyên nàng là cái kia ôm sai cô thái thái nữ nhi thuận nương khó hơn nhiều hỏi lập tức lại ý thức được không ổn, cái kia muốn hay không cũng lưu ý một chút, vạn nhất. Không cần đến. Lạc Dung ánh mắt khinh miệt, tiểu môn tiểu hộ nuôi ra, không còn gì khác, không đủ gây sợ. Ngươi chỉ cần chuyên tâm hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình. Nói xong, Lạc Dung lại nghĩ tới đêm nay bị đánh gãy sự tình, nhíu nhíu mày, tiếp lấy nói ra. Đêm nay lúc đầu muốn để ngươi thừa dịp ngắm trăng lúc đến trong vườn nhìn lên một cái, ai ngờ lại bị đảo loạn. Ta nhìn tổ mẫu những ngày này chưa chắc có ra hào hứng. Ngươi bây giờ trước tiên đem cái kia khuôn mặt trống không, đến lúc đó ta đến bổ, tóm lại cũng không kém nhiều lắm. Nghe xong nàng tự mình đến, Thuận Nương vốn muốn nói cái gì, nhưng chợt nhớ tới mới gương mặt kia, liền nuốt trở vào, chỉ là cúi đầu xưng là. Lạc Dung lúc này vung xong khí, gặp nàng coi như thuận mắt, lại mang theo cảnh cáo ý vị nhìn nàng một chút không nên quên lúc trước cứu ngươi người là ai, nếu không có ta, các ngươi há có thể sống đến hôm nay. Chữ câu chữ câu đều là gõ, rơi trên người thuận nương, nhường nàng không người xuống. Ghi nhớ cô nương ân tình. Lại nói ôn ninh mới mặt ngoài cùng Lạc Dung nói tạm biệt, nhưng khi nhìn thấy cái kia tiểu tỳ đưa tay thay nàng buộc lên áo choàng lúc, liền biết được sự tình tựa hồ không đơn giản. Bởi vì cái kia tiểu tỳ mặc dù che phủ chặt chẽ, nhưng hệ áo choàng ngón tay thon dài trắng nõn nhìn xem hoàn toàn không giống như là lâu dài làm việc nặng người lại liên tưởng đến lạc dung tối nay đối nàng hết cách cảnh giác ôm ninh đi đến một nửa cân nhắc lại lo vẫn là gãy trở về xa xa đi theo lạc dung cùng cái kia tiểu tỳ sau lưng lạc dung hình như có nộ khí bước chân cực nhanh cái kia tiểu tỳ toái bộ đi theo nàng đằng sau có lẽ là đi rất gấp khăn trùng đầu một chút xíu lỏng lẻo Ôn Ninh không chớp mắt nhìn xem, đợi cho cái kia tiểu tỳ đưa tay chỉnh lý lúc, rốt cục thấy được bị che khuất bên mặt. Dưới khăn che mặt nằm ngang một đạo cực kỳ dữ tận trường sẹo, từ bờ môi xuyên qua đến trong tai. Ngân Hoàng vừa nhìn thấy cái kia vết sẹo, dọa đến kém chút kêu ra tiếng, may mà Ôn Ninh kịp thời bụng miệng nàng lại, người phía trước mới không có phát hiện. Thẳng đến trở về khế viên, Ngân Hoàng vẫn có chút nghĩ mà sợ. Dài như vậy một đạo sẹo, phải là cái gì thù cái gì hận mới có thể tại một nữ nhân trên mặt lấy xuống a ngân hoàng tại trên mặt mình khoa tay một chút dọa đến run rẩy có thế xem xét cô nương không yên lòng ngồi tự hồ một chút cũng không có bị hù dọa thế là hỏi một câu cô nương ngươi chẳng lẽ liền không sợ ôm ninh lấy lại tinh thần không có trả lời ngân hoàng vấn đề ngược lại không đầu không đuôi tới một câu ngươi cảm thấy cái kia tiểu tỳ có xinh đẹp hay không Hả? Ngân Hoàng có chút hồ đồ, ngập ngừng nói: "Ta bị dọa, không dám nhìn kỹ, nhưng có như vậy một đạo sẹo tại, làm sao có thể đẹp mắt đâu." Ôn Ninh trầm mặt, nàng vừa rồi nhìn thấy, tấm kia bên mặt, cùng 10 năm trước kỳ thực cũng không có gì quá đại biến hóa. Điều kiện tiên quyết là, nếu có thể bỏ đi cái kia đạo dữ tận vết sẹo. Cho nên a, à, đã từng danh chấn giang nam Bao nhiêu người vung tiền như rác cũng khó khăn đến thấy một lần hoa khôi lục yêu, bây giờ như thế nào tại quốc công phủ bên trong làm cái thô sử tiểu tỳ. Cùng, trên mặt nàng cái kia đạo sẹo, lại là từ đâu mà đến. Gặp lại cố nhân, ông Ninh nhịn không được hồi tưởng lại giáo phường thời gian. Ông Ninh cùng lục yêu, nguyên bản đều là vương ma ma giáo dưỡng. Chỉ bất quá lục yêu danh tiếng thịnh nhất thời điểm, ông Ninh còn chỉ có 7 tuổi. Lúc ấy, lục yêu đã nhập hoang tràng, tận tình thanh sắc, một thanh mềm eo, thu nạp vô số dưới váy thần. Người đỏ lên, tính tình cũng lớn, vương ma ma tìm nàng đến cho chúng tiểu cô nương giáo tập, ba hồi luôn luôn có hai hồi không thấy bóng dáng. Ngẫu nhiên có vừa về tới, thường thường cũng là hai mắt mê ly, váy lụa bên trên còn dính nhụn vết rượu. Vương ma ma thuyết giáo, nàng cũng chỉ là câu môi cười một tiếng. Mặt mày khẽ nhúc nhích, liền mượn chến choáng lên múa phi thân xoay tròn, thủy tụ dương nhẹ, tùy tiện giống một con lướt đi chim. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ông Ninh từ đầu đến cuối nhớ kỹ nàng cái kia say sau một múa. Ông Ninh lúc trước bị buộc lấy học múa, nói cho cùng là vì sinh tồn, kia là lần đầu biết được, vũ đạo còn có thể nhẹ như vậy doanh linh hoặc kỳ ảo, trung động lòng người. Về sau, ông Ninh một múa có một không hai gian nam, hoặc nhiều hoặc ít cũng là thụ một đêm kia tiêm nhiễm. Nhưng kỳ thật, Ông Ninh còn biết, lục yêu am hiểu nhất không phải múa, mà là họa. Các nàng những nữ hài tử này, phần lớn là bé gái mồ côi hoặc là bị trong nhà bán tới, từ nhỏ liền nuôi dưỡng ở nhạc phường. Nhưng lục yêu không phải. Nghe nói nàng nguyên bản sinh ra ở quan lại thế gia, dài đến mười mấy tuổi lúc, cả nhà bị tịch thu, nàng cũng đi theo biến thành quan kỹ, mới vào giáo phường. Giáo phường bên trong cô nương từ nhỏ bị dạy bảo cầm kỳ thư họa lại không phải vì tu dưỡng, mà là cung cấp khách nhân tìm niềm vui, nhất nhất giá trị bản thân. Lục yêu có thể ca có thể múa, duy chỉ có không muốn nâng bút. Nàng nói, muốn cho chính mình lưu lại đại gia khuê tú cuối cùng một tia thể diện. Chờ vương ma ma biết được nàng cũng thiện vẽ thời điểm, lục yêu đã đỏ chót, là lấy cũng không để ý tới đề nghị của nàng. Chỉ là khi thấy 7 tuổi ôn ninh thời điểm, có lẽ là nhớ tới lúc trước chính mình, lần đầu tiên để ly rượu xuống, đối nàng vẫy vẫy tay. Tiểu nữ qua, tới. Từ đó, ôn ninh liền nhận nàng họa nghệ. Nhưng mà không đợi được ôn ninh xuất sư, lục yêu liền chuột thân, đi theo một cái bạch diện thư sinh đi. Một năm kia đúng lúc gặp thiên hạ đại xá, quan kỷ chỉ cần giao đủ chuột thân tiền, cũng có thể hoàng lương. Bao nhiêu thân hào cự giả vây quanh lục yêu chuyển, có thế cuối cùng, nàng lại tình nguyện từ rút hầu bao, theo một cái thư sinh nghèo. Lục yêu cùng thư sinh nhất thời truyền vì đàm tiếu. Lục yêu thường ngày bên trong tính tình ngạo, đắc tội không ít người. Là lấy trước khi đi hôm đó, giáo phường bên trong không người đưa tiễn. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, đổi lại một thân cạn bích kéo phụ nhân búi tóc. Chín tuổi ôn ninh yên lặng đi theo nàng đi đến đại môn. Lục yêu cuối cùng vẫn là trở về đầu, sờ lên ôn ninh đưa cho nàng một con bút vẽ. Sau đó liền nghĩa vô phản cố nhào vào thư sinh kia trong ngực. Từ đây, ôn ninh rốt cuộc chưa thấy qua lục yêu. Nhưng giáo phường ngư long hỗn tạp, ngẫu nhiên có người nói, lục yêu đi ra mới biết được sinh hoạt khổ, liền quan thư sinh, dựng vào hào môn đại hộ. Cũng có mà nói, thư sinh chống cự không nổi lời đồn đại, bỏ lục yêu, đưa nàng bán trao tay cho người bên ngoài. Ông Ninh đối với những tin tức này, một cái cũng không tin. Nàng cảm thấy như thế tùy tiện lục yêu, vốn cũng không hẳn là bị giam trong lòng. Thật không nghĩ đến cách 10 năm, hôm nay gặp mặt, lại sẽ là loại tràn diện này. Ông Ninh vô ý thức vuốt ve chi kia bút vẽ. Trải qua vài năm chuyển dời, cái này chế tác tinh lương bút không chút nào giảm hào quang. Nhưng là lục yêu đến tột cùng trải qua cái gì đâu, lại từ một cái trương dương tùy tiện, chúng tinh phủng nguyệt giảo người, biến thành dung mạo hủy hết, đê mi thuận nhãn nữ tỳ Thuận nương một thân bừa bộn ra, hầu hạ tiểu tỳ cũng không cảm thấy kinh ngạc kỳ thật sớm tại lạc dung tiểu thư mang theo nàng khi trở về các nàng đã cảm thấy kinh ngạc bởi vì thuận nương chẳng những hình dạng dọa người còn mang theo một cái tê liệt phu quân căn bản không ra được khí lực gì thật không biết cô nương coi trọng nàng cái nào điểm ba năm cũng không có trục xuất phủ đi nửa đêm thời điểm nếu là đi ngang qua gian kia phòng nhỏ ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy vài tiếng thống khổ rên rỉ từ trong cổ họng trầm thấp xuất ra đến, lại làm lại câm, phản phất là phổi đã khô cạn bình thường, quả thực có mấy phần đáng sợ. Thuận nương trở về phòng trước, cầm khăn đem mặt bên trên mực nước tỉ mỉ trà sát một lần. Nhưng mà trên người những cái kia quả thực không có cách nào, thế là nghiêng thân đi vào, vừa vào nhà, liền thay đổi áo ngoài. Cái kia nằm trên giường người chỉ có con mắt có thể động, mắt thấy nàng đem sơn đen sơn y phục cuốn thành đoàn, vô lực nửa khép mới vẽ tranh lúc lây dính chút bút tích ngươi không cần phải lo lắng thuận nương ôm nhu đối cái kia nằm người thì thầm nếu nói thuận nương trên mặt vết thương đáng sợ cái kia nằm trên giường cái kia quả thực không có hình người tự hồ là trải qua một trận đại hỏa trên thân nam nhân trải rộng đột xuất vết sẹo trên mặt liền ngũ quan đều gần như mơ hồ không rõ có thế thuận nương tự hồ cũng không cảm thấy sợ nhẫn nại tính tình thay hắn sát bên người nam nhân ít hầu đã hủy lại chấp nhất ô ô nha nha mới mở miệng lại ngăn không được ho khang thuận nương liền vội vàng khuyên nhủ phan lan ngươi đừng vội ta biết ngươi muốn nói cái gì nam nhân dừng lại âm thanh trong mắt ngậm lấy nước mắt đem rơi chưa rơi thời khắc thuận nương vội vàng dùng khăn thay hắn lau làm bởi vì hắn bỏng cực kỳ nghiêm trọng một giọt nước mắt liền sẽ gây nên nóng đau nhất đây đều là ta tự nguyện nàng lúc trước dù sao kéo chúng ta một thanh. Thuận Nương lạnh nhạt nói, bất quá mọi thứ đều có cái đầu, ngươi yên tâm, dạng này thời gian sẽ không quá lâu. Thuận Nương cúi đầu, nhẹ nhàng dán sát vào trên mặt hắn còn sót lại một khối hoàn hảo cái tráng. Ôm nhu như vậy động tác, phản phất lại về tới nhiều năm trước mới gặp. Thư sinh nguyên không phải thư sinh gì, mà là nhà nàng đạo chưa từng xa suốt trước đó vị hôn phu. Một khi gặp, mọi người tránh chi không kịp, nguyên bản đều nhanh cử hành hôn lễ cũng theo nàng biến thành quan kỹ mà giải thân khi đó nhân sinh của nàng như một bãi bùn nhão cả ngày tại trong rượu chìm đắm mắt say lờ đờ mê ly luôn có thể nhìn thấy một người mặc áo trắng thư sinh xa xa nhìn qua nàng dạng này người lục yêu đã thấy nhiều đều là bao không dậy nổi của nàng thư sinh nghèo thôi canh giữ ở một tầng bên trong chờ lấy nàng xuống lầu lúc lấy vài câu trong lời nói tiện nghi nhưng mà thời gian lâu lục yêu lại phát hiện hắn chưa bao giờ giống những người khác đồng dạng vây tới tán tỉnh luôn luôn xa xa nhìn một chút đợi nàng đến gần nhưng lại dời đi ánh mắt lộ ra hết sức ngây thơ rốt cục có một ngày nam nhân có lẽ là tích lũy đủ tiền rốt cục lên lầu hai lục yêu châm chọc cười một tiếng lượng lờ mềm mại dán vào có thế nam tử lại ôm nhu đẩy ra nàng gọi một câu khuê danh của nàng thuận nương là nàng chưa xuất các trước nhũ danh. Lục Yêu khi đó mới hiểu được, đương nàng hãm tại nước bùng bên trong lúc, còn có một người vì nàng chúng bạn xa lánh, tự hạ bạch thân, từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Tác giả có lời muốn nói. Viết đến Lục Yêu có chút khổ sở. Ai, ta này thu lại không được sáng tác muốn, chương sau trở lại nội dung chính tuyến. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 9 Tù xanh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ông Ninh tràn trọc một đêm Nhắm mắt lại, bỗng nhiên là giáo phường sống mơ mơ màng màng tướng Bỗng nhiên là lục yêu vết sẹo phù dung mặt Bỗng nhiên lại nhìn thấy chính mình sắp chết trước máu chảy trường dai Cũng không biết lúc ấy tạ cảnh từ nhìn nàng hoàn toàn thay đổi thi thể Sẽ có hay không có một tia hối hận không kịp nhớ tới hắn luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ cổ áo cùng bước ra lúc không chút do dự, ôm ninh mấy không thể xem xét thở dài. Ở kiếp trước cuối cùng mấy tháng, tạ cảnh từ tới càng ngày càng ít, vốn cũng không nhiều tình nghĩa ngày càng mỏng manh, nhưng ôm ninh trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Cuối cùng nàng chết kỳ quặc, nếu nói chưa từng hoài nghi tới thế tử, tất nhiên cũng không có khả năng. Nhưng mà một thế này trùng sinh, cuối cùng còn chưa tới lúc trước hoàn cảnh những này câu hỏi, cũng sẽ không có hỏi ra thời cơ. Bất quá, ôn Ninh lúc trước quyết ý muốn đi, tạ cảnh từ cũng không có giữ lại. Nghĩ đến, có lẽ tình nhạc từ nơi này thời điểm liền bắt đầu. Lại cũng hoặc, lúc trước hắn cũng cùng ôn ninh đồng dạng, chỉ là bị trích tinh lâu bên trên mê ly, ngắn ngủi mê tình. Đãi cùng quá cái một hai năm, liền cảm giác chu nhan mệt mỏi, giật mình tỉnh ngộ quyết định ban đầu là cỡ nào không thể diện. Nghĩ tới đây, cũng không biết lục yêu trên mặt tổn thương, phải chăng cũng cùng tình có quan hệ. Các nàng những này không có tới chỗ người, nhìn thấy một cái đá ngầm liền cho rằng là hòn đảo. Kỳ thực trên đá ngầm không có chút nào đất cắm dùi, một khi nhảy lên, cuối cùng sẽ chỉ biến thành mắt cạn cá bơi. Ông Ninh nhìn xem chi kia bút vẽ yên lặng thở dài. Đang lúc nàng hồi ức thời điểm, Ngân Hoàng thần thần bí bí tiến đến. Tối hôm qua, ông ninh dặn dò nàng lặng lẽ đi tìm hiểu tìm hiểu cái kia thuận nương lai lịch cũng không biết nàng được tin tức gì một mặt thổn thức cô nương ta hôm nay đi lấy bữa ăn vừa lúc đụng phải tam phòng hạ nhân cái kia thuận nương đích thật là lạc dung tiểu thư nhặt về nhưng là nghe nói nhặt về không biết nàng một cái còn có nàng tê liệt phu quân hai người đều tổn thương không nhẹ ai thật sự là người cơ khổ phu quân ông ninh nghe được đây trong lòng đã có năm sáu phần suy đoán, cái kia. Nàng phu quân kêu cái gì có thế dò thăm sao? Ngân Hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Cụ thể kêu cái gì ngược lại không biết được. Bất quá, có lần bệnh đến nặng, giống như nghe được thuận nương nghẹn ngào, khóc hô qua cái gì, phan lan. Họ phan A. Ông Ninh trầm mặt một lát, ước chừng chính là năm đó cái kia hăng hái bạch diện thư sinh. Bình tĩnh mà xem xét, Ôn ninh trong trí nhớ thư sinh kia tính không được nhiều anh tuấn nhưng chẳng biết tại sao lúc trước lục yêu rời đi giáo phường thời điểm Ôn ninh xa xa nhìn xem hai người bọn họ ôm ở cùng nhau nhất thanh nhất bạch thân ảnh tại trong trí nhớ của nàng bồi hồi hồi lâu lâu đến nàng cũng tập kê ngày đó bị buộc lấy lên thuyền hoa không thể không hướng quý nhân dân tặng lễ vật lúc cũng không nhịn được dưới đáy lòng ảo tưởng có phải hay không cũng có thể gặp được một cái giống thư sinh đồng dạng si tình người nhưng mà, ông ninh bị bịt kín mắt, trên chân trói lại kim vòng. Chỉ có thể dựa vào cảm giác quyết định vận mệnh của mình. Tứ phương tám tịch, vũ bộ dừng ở nơi nào, đêm nay liền muốn lên cái nào chiếc thuyền hoa. Những cái được gọi là quý nhân, liền thích xem sắp trưởng thành cô nương ngây thơ co rúng dáng vẻ. Càng là lão đảo, bọn hắn càng là vui vẻ. Càng là vội vàng hấp tấp, bọn hắn càng là tận hứng. Từ này ti tiện hành vi bên trong, thu hoạch được cư cao lâm hạ trưởng khống dục. Có thế ôn ninh có thể làm sao đâu. Nàng không phải không trốn qua, khiến cho phường phía sau cấu kết lấy toàn bộ du châu, cái nào bến tàu, cái nào quan ải, không có bọn hắn người trấn giữ. Nàng chỉ có thể thay đổi hồng trang. Hai mắt nhắm nghiền, bốn phía đàn sói rình mò, mang theo không có hảo ý dinh dính, nhìn chầm chầm nàng nhẹ nhàng bay múa váy áo. Thậm chí, hận không thể dùng ánh mắt hoặc ngôn ngữ đưa nàng quần áo bóc ra. Ông Ninh chịu đựng nước mắt ý nghe những này ô ngôn quế ngữ. Bỗng nhiên lại có ngân phiếu nấu rượu, hoàng kim vẫy, muốn câu nàng quá khứ. Ngập trong vàng son, cùng xa cực dục, khắp nơi ăn chơi đàn điếm. Có một chỗ ngược lại là quá phận yên tĩnh, phản rơi vào ôn ninh trong tai. Nhịp trống từng tiếng thúc ép, dây đàn gần như băng loạn, ôn ninh quyết định chắc chắn, đánh bạo bước liên tục nhẹ nhàng, va vào người kia trong ngực. Đập vào mặt một trận mắt lạnh gỗ thông hương khí, ôn ninh đương hạ cảm thấy, này lựa chọn tự hồ cũng không tính hỏng bét cực. Khi đó, tạ cảnh từ dùng tên giả tạ thanh, vẫn chỉ là ở xa tới cự giả, ngồi tại khách tịch. Nhưng khi tri phủ cười như không cười hướng hắn đòi hỏi thời khắc, lại có chút câu môi, bác tri phủ mặt, đỡ vai của nàng, đem ôn ninh ôm ngang lên. Ôn ninh đến cùng vẫn là lên thuyền một đêm kia ông ninh nơm nớp lo sợ nghiêng tai nghe hắn động tỉnh có thế tạ thanh nắm chặt mũi chân của nàng mở ra trên chân kim vòng cởi xuống của nàng trói mặt chỉ để lại một câu sớm nghỉ ngơi một chút sở hữu chưa tỉnh hồn đều tại thời khắc này sang bằng ông ninh tỉnh tỉnh mê mê tự hồ cảm nhận được lục yêu năm đó tâm cảnh chỉ là từ trong hồi ức rút ra ông ninh lại không rõ lục yêu cùng thư sinh vì sao lại rơi xuống như thế ruộng đồng. Cô nương. Ngân Hoàng nhìn xem xuất thần ôn ninh, liền kêu hai tiếng. Gặp nàng tỉnh táo lại, mới nói tiếp, ta còn nghe được các nàng xì xào bàn tán, nói là lạc dung cô nương đối này tiểu tỳ rất không khách khí. Buổi tối hôm qua liền có người nhìn thấy thuận nương cái trán bầm tím, bị dội cho một mặt mực, từ trong phòng bị đuổi ra ngoài. Nhưng, cũng không biết vì sao, thuận nương như thế không lấy của nàng niềm vui, Tại này trong phủ 3 năm cũng còn không có trục xuất đi. 3 năm. Ôn Ninh vừa nghe đến thời gian, trong đầu khó phân rối loạn khớp nối lập tức minh bạch cái đại khái. Đã thuận nương chính là Lục Yêu, cái kia Lạc Dung 3 năm nhất cử thành danh họa kỹ, liền mười phần đáng giá lệnh người hoài nghi. Cho nên khi dưới, duy nhất phải gấp chính là tận mắt thấy Lạc Dung màu vẽ. Ôn Ninh lúc trước nhận Lục Yêu hơn phân nửa họa nghệ, nếu là có thể trông thấy, nhất định có thể nhận ra chỉ là, lạc dung màu vẽ đều tại tam phòng, ông ninh đêm qua mới bắt gặp thuận nương, hôm nay nếu là đi cố ý bái phỏng, lại sợ đánh cỏ động rắn. Bất đắc dĩ, đành phải tìm văn dung. Tổ mẫu thích náo nhiệt, ngày đó cái kia phó, và dạ yến đồ, cuối cùng tựa hồ là được đưa đến nàng trong phòng. Nàng kiểu nói này, ông ninh lập tức tâm như trống lôi. Nàng đã ngóng trông có thể nhìn thấy lục yêu bút mực, lại sợ cái kia thật là lục yêu sợ tác. Nhớ ngày đó, lục yêu thân hãm nước bùn cũng không muốn bút mực biến thành làm vui vẻ cho người đồ chơi bây giờ lại cam nguyện bỏ qua tính danh thay nàng người làm áo cưới đến mưu tên mưu lợi ông ninh không nghĩ tin tưởng nhưng mà nàng cuối cùng vẫn tận mắt nhìn thấy cái kia trôi chảy đường cong quen thuộc bút pháp thế là không thể không tin tưởng đầu ngón tay chống đỡ trong lòng bàn tay ông ninh khó được sinh tức giận nàng nguyên lai tưởng rằng Lạc Dung chỉ là có chút tính toán, thật không nghĩ đến nàng lại lừa tất cả mọi người. Liền liền ngày xưa tùy tâm sở dục lục yêu, cũng bị nàng tha mài địa nhẫn khí thôn thanh. Đau lòng, phẫn hận, có thế ôn ninh nhưng lại không biết đứng tại lập trường gì đến vạch trần. Vạn nhất chân tướng rõ ràng, Lạc Dung nhiều lắm là tiểu trừng đại giới, vẫn làm của nàng quý nữ, nhưng là thuận nương đâu. Sẽ hay không bởi vì muốn thay Lạc Dung che lấp mà mai danh ẩn tích. Tựa như lúc trước, tạ cảnh từ vừa truyền ra đến hôn tin tức, nàng liền bị xóa bỏ không còn một mảnh. Huống chi, chính ông Ninh thân phận cũng là một cái lúng túng vấn đề. Hồi tưởng lại đêm qua cái kia đạo ánh mắt, chính là tới từ lục yêu. Nàng ước chừng. Cũng là nhận ra chính mình. Đang lúc ông Ninh do dự thời khắc, khách tới ngoài ý muốn lại nửa đêm nhẹ chụp vang của nàng cửa. Người tới đúng là lục yêu. Vừa vào cửa, Lục Yêu không hề nói gì, trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt. Cái kia một nháy mắt, Ôn Ninh toàn thân huyết tự hồ cũng vọt tới trong đầu. Nhưng nhìn lấy còng xuống Lục Yêu, bờ môi rung động, lại cái gì cũng nói không nên lời. Lục Yêu sao có thể như thế hèn mọn? Lục Yêu tại sao có thể thấp như vậy mi? Nàng đã từng sáng trong như trăng, đã từng chiếm hết phong lưu, là Ôn Ninh đối với mỹ lệ ban đầu tưởng tượng cũng là ôn ninh liên quan tới phương xa cái thứ nhất theo đuổi. Thế nhưng là bây giờ, lục yêu không đến 30, lại gãy sống lưng, vây ở trong lòng, thói quen hướng người khác không gối. Ôn ninh ngậm lấy nước mắt đưa tay đi đỡ lên. Nàng không thể cho phép, cho phép lục yêu bị tùy ý ức hiếp. Nhưng mà, lục yêu lại nằm thấp hơn. A à ninh, ta hôm nay có việc yêu cầu ngươi. Nhìn nàng nhất định không chịu lên, ôn ninh liền cũng muốn uống gối. Thẳng đến lúc này, lục yêu nhịn không được thở dài, mới đi theo nàng đứng lên. Đã nhiều năm như vậy, A Ninh, ngươi vẫn không thay đổi. Không thay đổi A, à, ôm Ninh trầm mặt, không, nàng đã từng uống mình theo người, đã từng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là thấy được nàng, liền nhớ lại ở kiếp trước bị tàn phá chính mình, thực tế không đành lòng. Lục yêu tỷ tỷ, có gì cần A Ninh giúp, ngươi yên tâm nói. Lục yêu có lẽ là thật sốt ruột, vừa nhắc tới sự tình, liền đỏ mắt. A à Ninh, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu ngươi có thể cứu cứu ta phu quân. Là năm đó người thư sinh kia. Ông Ninh hỏi, có chút khó có thể tin. Lục yêu nhẹ gật đầu, bờ môi bởi vì khô nứt đã ra máu. Phan Lan toàn thân bỏng, bây giờ lại bệnh gấp, có thế lạc dung. Không muốn xen vào nữa, ta thật không có biện pháp, ta không thể nhìn hắn cực kỳ thống khổ chết đi, A à Ninh, ngươi mau cứu hắn có được hay không? Ôn Ninh nhìn nàng sốt ruột, trấn an lôi kéo của nàng tay. Tỷ tỷ ngươi đừng sợ, ta nhất định hết sức. Chỉ là, chẳng lẽ ngươi thay lạc dung chấp bút, là vì ngươi phu quân. Lục yêu nghe xong, liền minh bạch nàng đã biết cái đại khái, đương hạ cũng không có dấu giếm, cười khổ một tiếng. A à Ninh, ngươi thật thông minh. Lúc trước ta cùng Phan Lan Cao chạy xa bay, là một đôi bình thường vợ chồng. Ai có thể nghĩ lại là điều thấp, vẫn là liền bị người ghi nhớ. Nam nhân a, à, đều yêu tấm kia bề ngoài, thế là ta tự tay phá vỡ mặt mình. Ai ngờ lần này lại làm cho người kia thẹn quá hóa giận, xếp đặt cục muốn đem hai người chúng ta đốt sống chết tươi. Thế lửa rất mạnh, Phan Lan chịu đựng đốt người thống khổ đem ta đẩy ra, cuối cùng bị thiêu đến không thành hình người. Ta mang theo hắn bốn phía cầu y, lại muốn tránh đi quan phủ lùng bắt. Cùng đường mặc lộ thời khắc đành phải bán họa mà sống. Cũng là một lần tình cờ, bị ngoại ra lạc dung trông thấy. Lục yêu nói xong, cả người đều già nua một đoạn, biến thành cái kia trầm mặt ít nói thuận nương. Ngươi phu quân, dùng là thuốc gì đây? Có thể để cho đã từng như vậy tâm cao khí ngạo lục yêu, cam tâm nhẫn thụ lấy lạc dung như thế vũ nhục đối đãi thuốc kia, nhất định không đơn giản. Lục yêu cười khổ. Nói là thuốc, chẳng bằng nói là độc tác giả có lời muốn nói. A à, Ninh nhìn thấy lục yêu liền nghĩ đến ở kiếp trước chính mình, hai người thật thê thảm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Điệp viên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Độc Biết rõ là độc, vì sao còn muốn cho hắn ăn vào? Ông Ninh không hiểu. Lục yêu thở dài. Lúc trước từ đám cháy bên trong lúc đi ra, Phan Lan đã không còn tri giác, ròng rã một năm vẫn là không có gì khởi sắc, ta liền muốn mang theo hắn rời đi quốc công phủ. Có thế Lạc Dung nếm đến tài nữ mang cho nàng ngon ngọt, cũng không đáp ứng. Vì để cho ta tiếp tục giúp nàng chấp bút, Lạc Dung cho ta một loại thuốc, nói là có thế khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh. Ông Ninh không tin, thế gian há có như thế làm trái thiên lý chi vật có lẽ là nhìn ra nghi vấn của nàng, lục yêu nói ra. Mới đầu ta cũng không tin, nhưng Phan Lan hồi lâu không có khởi sắc, ta đành phải còn nước còn tác, cho hắn uống thuốc. Không nghĩ tới nửa bình xuống dưới, Phan Lan thật mở mắt ra. Đã là như thế, vậy ngươi vì sao còn muốn xưng thuốc này là độc? Ông Ninh có chút hồ đồ. Ta ngay từ đầu cũng không biết, nhìn thấy Phan Lan ngày ngày tốt, liền an tâm lại cho Lạc Dung làm thay. Nhưng là không lâu, ta phát hiện Phan Lan tính cách trở nên có chút quái dị. Hắn bắt đầu ngày càng cay nghiệt, ta một khắc không tại, hắn liền sinh lòng hoài nghi, đợi cho nửa đêm lúc, lại bỗng nhiên khóc ròng ròng, nói xin lỗi với ta. Lục yêu bây giờ nghĩ lên, vẫn là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Ta lòng nghi ngờ là thuốc kia vấn đề, cho nên trong tay thuốc uống xong sau liền ngừng mấy ngày, từ đó, Phan Lan tính tình quả nhiên dần dần an ổn không ít. Nhưng là không uống thuốc, chống ba ngày. Phan Lan lại bỗng nhiên bệnh gấp. Một đêm kia ta không có cách, đành phải lại đi cầu Lạc Dung tiểu thư. Lúc này dùng xuống đi, Phan Lan chẳng những tỉnh, mà lại cũng không như lần trước đồng dạng tính cách đại biến. Nhất lên bệnh gấp, ông Ninh chợt nhớ tới Ngân Hoàng nghe được tin tức, ước chừng chỉ liền là lần này. Ta coi là lần này nhất định không có vấn đề, liền nhẫn thụ lấy Lạc Dung càng lúc càng lớn tính tình, thay nàng chuẩn bị thọ đảng lễ nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại phát hiện Phan Lan trong vòng một đêm mắt thấy già yếu rất nhiều, đồng thời lại lâm vào hôn mê, thế nhưng là bây giờ thuốc đã đoạn mất, ta đi cầu Lạc Dung, Lạc Dung không mở cửa, chỉ nói nàng nơi đó cũng mất, để cho ta nhận mệnh. Ngươi là nói, loại thuốc này dù có thế kéo dài tính mạng, nhưng tác dụng phụ sẽ để cho người bỗng nhiên già đi. Ôn ninh mi tâm hơi vặn, thực tế quá quỷ dị. Cách không được lục yêu nói đây là thuốc, cũng là độc dù sao chiếu cái này xu thế người không đợi được chết bệnh ngược lại sẽ chết già nhưng bây giờ phan lan chỉ có một tia khí tức ta thực tế không có cách chỉ có lại dùng thuốc kia thử lại thử một lần nhưng là lạc dung tiểu thư nói nàng những thuốc kia cũng là nàng ngẫu nhiên đạt được đã không có hiện nay phan lan cũng cách không được ta ta thực tế không có biện pháp đành phải tới tìm ngươi lục yêu nói nơi đây đã khóc không thành tiếng những năm này của nàng góc cạnh bị từng cái sang bằng, bây giờ kéo lấy thân thể tàn phế còn kiên trì sống sót, duy nhất không bỏ xuống được chính là phu quân của nàng. Tốt, ta ngày mai liền xuất phủ giúp ngươi tìm thuốc. Ông Ninh khăn sát qua khóe mắt của nàng, tựa như năm đó lục yêu tay vỗ quá của nàng đầu. A Ninh, thực tế đa tạ ngươi. Lục yêu thấy một lần nàng đáp ứng, vô ý thức liền muốn quỳ xuống. Ông Ninh thực tế không đành lòng thấy được nàng bộ dáng này, tay khẽ chống, đem nàng đá lởm chậm thân thể đỡ dậy. Lục yêu đi không lâu sau, thiên đã vừa sáng. Ông Ninh cùng áo ngồi tại phía trước cửa sổ, mông lung, đãi cùng mở cửa trống một giống lên, nhất thời liền lặng lẽ mắt, cầm hôm qua dạ lục eo cho nàng bình thuốc ra cửa. Đầu tháng năm thời tiết, còn có chút thanh lãnh, quốc công phủ chưa thức tỉnh, chỉ có thiện phòng người cùng vẫy nước quét nhà tiểu tỳ nóng hôi hổi. Một bên là đám người còn buồn ngủ, một bên là lục yêu hai mắt đẫm lệ mông lung ôm ninh như mộng giống như tỉnh quấn chặt lấy áo choàng nhấc bước nhanh tử ghé qua một đường thanh tĩnh nàng đi gấp không nghĩ tới phía trước lại vẫn đứng đấy một người tạ cảnh từ mới từ điệp viên trở về nhìn thấy người trước mắt còn có chút hoảng hốt từ nàng sau khi đi hắn đã hồi lâu chưa quá khứ nhưng chẳng biết tại sao nhưng cũng không nghĩ tới phân phát người hầu đẩy cửa ra Niệm Châu vừa mới nhìn thấy hắn mặt, còn có chút kinh ngạc, nhếch lên môi liền dò xét lấy đầu đi xem hướng phía sau hắn. Nhưng mà sau lưng không có một ai, khóe miệng cái kia xóa ý mừng lập tức tan thành mây khói, hóa thành một tia ảm đạm. Nhìn ta, lại vẫn coi là ninh cô nương đi theo ngài đồng thời trở về nữa nha. Niệm Châu là bên ngoài phủ mô nha đầu, quy củ hiểu không nhiều, cũng không biết hắn thân phận, là lấy nói chuyện không biết lớn nhỏ chút tạ cảnh từ xưa nay nặng quy cũ, nhưng lúc này nghe nàng không lắm cung kính hỏi ý, lại cũng không có gì phản cảm. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một gốc ngã vào phía trước cửa sổ sơn chi cây. Xanh ung tùng phủ kính toàn bộ bệ cửa sổ, lấm ta lấm tấm hoa trắng ngay tại nở rộ. Một trận thanh khí theo gió bay tới, không biết sao nhường hắn nhớ tới khế viên gốc kia rủ xuống ti hải đường tới. Lại xem xét, thuần trắng cánh hoa từng mảnh từng mảnh triển khai, dần dần ngưng tụ thành hôm đó mặt tố xa ôn ninh thần thái ngài nhìn này sơn chi hoa nở tốt bao nhiêu a à, chỉ tiếc cô nương sợ là nhìn không đến niệm châu nhìn xem công tử nhìn không chuyển mắt mang theo đáng tiếc xen vào một câu tiếng nói rơi xuống đất cánh hoa ngưng tụ thành thiếu nữ từng mảnh từng mảnh tàn lụi tạ cảnh từ lúc này mới hoàn hồn tiếng nói không lắm rõ ràng này hoa là nàng loại đúng vậy a à cô nương lúc trước có thế phí đi một phen khí lực. Ngài không có ở đây thời điểm, cũng không liền dựa vào chăm sóc những này đuổi giết thời gian. Niệm châu hơi có chút đồng tình. Tạ cảnh từ mi tâm hơi vặn. Ta không phải cho nàng chuẩn bị xa giá. Hắn mặc dù cũng không thường đến, nhưng cũng không nghĩ tới nhường nàng vây ở này thâm viện bên trong. Thế nhưng là cô nương tại Bình Kinh đưa mắt không quen, huống chi, thân phận của nàng chỉ sợ chiêu mắt người, là lấy ngày qua ngày, chỉ là canh giữ ở trong viện tử này. Niệm châu nheo mắt nhìn mắt của hắn, không nhìn thấy tức giận, thế là lại bồi thêm một câu. Nếu là có đứa bé, viện này sợ là liền không có lạnh tanh như vậy. Hài tử Vừa nghe thấy hai chữ này, tạ cảnh từ trong đầu bỗng nhiên đau đớn một hồi. Trôi nổi nhàn nhạt thanh khí hóa thành ti tia đẫm máu, trong đầu hắn một sai loạn, bỗng nhiên đem điêu tàn tại trường trên bậc hoa bùng nhìn thành từng bãi từng bãi huyết thân hình một trận lay động, đỡ bệ cửa sổ. Đợi cho lấy lại tinh thần, ngoài cửa sổ đã rơi ra một trận rơi li li mưa nhỏ. Mông lung, phản phất thấy được ôn ninh cả người là huyết tràn cảnh. Một đêm này có phần không bình tĩnh, tạ cảnh từ trong đầu mê mang, thế là lên sớm, hồi phủ bên trong thanh tĩnh một chút. Không nghĩ tới vừa vào cửa, xa xa đã nhìn thấy ôn ninh thẳng tắp hướng hắn đi tới, tạ cảnh từ sững sờ, vừa nghi tâm là đêm qua huyễn cảnh có thế thẳng đến ôn ninh đụng phải trong ngực của hắn, cái kia loại ấm áp khí tức mới khiến cho thân thể của hắn trước bị tỉnh lại. Cái tráng đập đến hắn hàm dưới, cái đụng này không nhẹ. Ôn ninh bị đau, liên tiếp lui về phía sau, còn không có thấy rõ người tới, bình thuốc nhưng từ nàng trong tay áo trượt đến nhân yêu kia phong. Xanh bình sứ đụng tới đi bước nhỏ mang, linh lợi dạo qua một vòng, mắt thấy liền muốn rơi xuống thời khắc, ôn ninh vô ý thức đưa tay đi bắt, thật vất vả bắt lấy đồ vật, lại chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, đi bước nhỏ mang lại bị nàng kéo hỏng. Ngọc Thạch len ken rơi xuống đất, tại trống trải sáng sớm phá lệ rõ ràng. Ông Ninh trong đầu lập tức trở nên kêu loạn, lập tức mới nhớ tới đỏ mặt. Chỉ là trên mặt cái kia phiến ửng đỏ, khi nhìn rõ trước mắt người tới sau lại biến thành ửng hồng. Tạ cảnh từ trong mắt nhìn xem nàng, trong ánh mắt ý vị không rõ. Làm sao vội vã như vậy? thanh âm hắn mang theo hỏi ý, động tác lại không nhanh không chậm, chậm rãi, một chút xíu thu nạp tản ra vạt áo. Ta, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Ôn ninh tránh ra bên cạnh mắt, không dám nhìn cái kia quen thuộc vân gia. Làm chuyện gì, là cái này sao? Tạ cảnh từ duỗi ra lòng bàn tay, phía trên thình lình nằm một cái xanh bình sứ. Làm sao tại ngươi này? Vậy ta trong tay cái này, ôn ninh khẽ vương tay, mới nhìn rõ chính mình bắt đúng là đi bước nhỏ mang lên ngọc vòng. Lạnh buốt ngọc thạch lập tức thành củ khoai nóng bỏng tay, ôn ninh cầm cũng không phải, ném cũng không phải, đành phải lung tung ném đến hắn lòng bàn tay. Cái này trả ta. Ôn ninh đưa tay đi lấy, thế nhưng là tạ cảnh từ lại giống như là phát hiện cái gì, bỗng nhiên thu nạp lòng bàn tay. Không kịp rút tay về, ôn ninh trắng nõn đầu ngón tay bỗng chốc bị hắn siết ở trong tay, thật vất vả rút đi đỏ ửng lập tức choáng thành một mảng lớn, lan tràn đến cái cổ. Thật có lỗi. Tạ cảnh từ buông lỏng tay ra tâm. Ông Ninh vội vàng thu tay lại chỉ, dán chặt bên eo. Chỉ là, ngươi mang theo bình thuốc muốn làm gì? Tạ cảnh từ nhìn xem lòng bàn tay cái kia điểm vẫy ra tới phấn hồng, sắc mặt lạnh lùng. Ta. Thân thể ta không lớn dễ chịu, thuốc này đã ăn xong, đang muốn đi phối một tề. Ông Ninh không muốn để cho hắn biết quá nhiều, liền thuận miệng giật một câu, dù sao chỉ nhìn bình thuốc hắn cũng không biết là cái gì. Không nghĩ tới vừa dứt lời, tạ cảnh từ bỗng nhiên nắm lấy của nàng thủ đoạn. Thuốc này là ngươi ăn. Đã ăn bao nhiêu? Ông Ninh không nghĩ tới hắn đột nhiên khẩn trương như vậy, khó chịu rút tay ra cổ tay, hàm hồ nói ra. Ăn một bình. Một bình. Tạ cảnh từ cẩn thận nhìn nàng chầm chầm một phen bỗng nhiên khóe môi hơi câu. Ngươi có biết thuốc này là lai lịch gì, nếu thật là của ngươi, hiện tại ngươi chỉ sợ đến đi với ta một chuyến hình bộ nhà ngục. Nhà ngục. Ông Ninh lập tức bị hù không nhẹ, bất quá chỉ là một vị hơi có vẻ quá dị thuốc, sao vốn liền nhất lên hình ngục. Ta. Đây là ta nhặt, chỉ là nhìn cái bình đẹp mắt mà thôi. Trong lời nói của nàng rõ ràng biết chút ít cái gì, có lẽ là bị dọa, không muốn nói với hắn lời nói thật tạ cảnh từ nhớ tới điệp viên, khó được chậm thanh âm. Thuốc này cùng ta trong tay ngay tại ra mấy cái án mạng có quan hệ, ngươi nếu là biết cái gì, có thế đều nói với ta, cũng miễn cho thuốc này chảy ra đi tai họa càng nhiều người. Ngươi nói, thuốc này là tai họa. Ông Ninh Long mày hơi vặn, cái kia, Lạc Dung vì sao lại có đáng sợ như vậy đồ vật. Gần đây kinh kỳ số liên tiếp phát sinh bên đường đã thương người án, người chết trong lỗ mũi đều có loại này phấn hồng, thân ngươi tại quốc công phủ bên trong, như thế nào lại tiếp xúc đến. Tạ cảnh từ có chút nghiêm túc, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Nghe thấy hắn, ông Ninh nhớ tới lục yêu tối hôm qua miêu tả, trù trừ một phen, cảm thấy tạ cảnh từ mặc dù trên tình cảm mờ nhạt chút, nhưng là về công sự tình bên trên ngược lại chưa nghe qua cái gì sai lầm. Càng nghĩ, vẫn là đem biết đến một năm một mười nói tận. Nghe nàng, tạ cảnh từ sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tuy biết không phải nhắm vào mình, nhưng ôn ninh vẫn cảm thấy không lắm tự tại, thanh âm nói đến về sau càng ngày càng thấp. Lạc Dung Thuốc này là Lạc Dung cho. Làm sao? Ngươi không tin. So với nàng, Lạc Dung đến cùng là muội muội của hắn, ôn ninh cũng không dám cam đoan hắn sẽ tin chính mình. Tạ cảnh từ vành môi khẽ miếng môi. Không phải không tin, chỉ là thật trùng hợp lạc dung cửu cửu là kê đơn thuốc đường mấy cái kia bản án hoặc nhiều hoặc ít đều xuất từ dược đường chỉ là chờ hắn tìm đi qua thời điểm người đã treo tại đại lương bên trên trên mặt bàn lưu lại một phần di thư chữ câu chữ câu khóc bên trong mang khóc nói là bắt lộn phương thuốc nghe phi thường hợp lý nhưng chính là quá mức hợp lý ngược lại làm cho tạ cảnh từ lên nghi thẳng đến nhìn thấy ôn ninh trong tay xanh bình sứ này một tia hoài nghi rốt cục hóa thành hình. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất tại Tu Văn, ngày mai viết nhiều điểm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.